Bây giờ chúng ta sẽ đi đến với kiến thức đầu tiên. Thứ nhất, chúng ta hiểu về da. Thì da nó được cấu tạo bởi gì ạ? 70% là nước, 25% là protein, 2% là lipid và 3% là các tạp chất khác. Được chưa? Da quyết định bởi 70% là nước, 25% là protein, 2% là lipid và 3% là các tạp chất khác, được không nào? Vậy thì các bạn nhìn vào bảng thành phần đó, các bạn có thấy một điều gì không? Các bạn có thấy một điều gì không? Làm thế nào để làn da của chúng ta không bị nám? Cấp nước, Cấp Làm thế nào nước, để làn da cấp mà? nước, cấp nước ạ. Chúng ta tập trung để đưa cái gì ạ? Nước dưỡng chất, nước cấp ẩm, cấp Chuẩn. ẩm. Chúng ta tập trung để làm sao gia tăng cái lượng độ ẩm, cái lượng nước một cách lớn nhất, đúng không ạ? Bởi vì nó chiếm đến Đúng vậy rồi. mà. Cái thứ hai nữa, chúng ta cần tập trung để giữ được protein cao nhất, đúng không? Protein cả nhà, protein 25%, đúng không ạ? Lipid chiếm có 2% thôi và các tạp chất khác 3%, thì chúng ta giúp cho cái tỷ lệ nào giữ được cao thì có phải làn da đấy sẽ là làn da khỏe không? Chính xác. Đúng không? Làn Độ da ẩm ạ. làn da muốn đẹp thì đầu tiên nó phải khỏe đã, đúng không? Đầu tiên Đúng nó ạ. phải khỏe đã nhé. Vậy thì da khỏe thì là da phải giữ được những cái chỉ số cao ở cái mức lớn, đúng không? Được, ok. Yes. Nhé. Vậy thì một làn da mà có độ ẩm thấp này, một làn da có lượng protein thấp này, liệu nó có khỏe được không? Không ạ. Không. Không ạ. Là không luôn. Ok. Vậy thì protein ở đây nó có bao nhiêu dạng protein mà nó lại chiếm 25%? Thì protein nó có 3 dạng thôi các chị em. Một là keratin ở lớp sừng, được chưa? Hai là gì ạ? Hai là collagen và dạng đó là elastin, được chưa? Ba tên gọi này có phải rất quen thuộc với những chị em thuộc dòng tộc Puderma không? Đúng Các bạn ạ, chính xác. không? Đúng ạ. Chúng ta học từ những cái rất đơn giản. Vậy thì chúng ta cần để điều trị được nám, để da không bị nám hoặc không bị các bệnh lý khác thì đầu tiên da phải khỏe. Mà để da được khỏe thì phải có lượng độ ẩm cao và đồng thời ba loại sợi protein đó là elastin, đó là collagen, đó là keratin. Elastin, Nó elastin, không được bị elastin. quá mức cho phép, không, tức là nó phải giữ được ở trong da của mình tốt. Tức là chúng Được. ta làm tốt được hai cái điều đấy có nghĩa là da khỏe và có nghĩa là da sẽ đẹp. Ok chưa? Ok. Đơn giản không các chị Dạ. em? Đơn giản không? Đơn giản. Đơn giản. Mình học như vậy có phải đơn giản không? Dạ. Rất Đơn giản. đơn Rất giản. đơn Rồi. giản. Dễ hiểu. Rồi, ok. Vậy bây giờ chúng ta đi vào chi tiết này. 70% nước đương nhiên rồi, nó có độ ẩm. Vậy thì một cái sản phẩm hoặc một cái phương pháp để mà điều trị nám hay là để mà giúp da khỏe lên, bắt buộc cái sản phẩm đó phải làm thế nào thì làm, phải giúp được cho da của mình cung cấp được một cái hàm lượng nước độ ẩm lớn nhất từ sản phẩm đó, được chưa? Được chưa? Cái thứ hai nữa, cái sản phẩm đó, cái công nghệ đó nó phải giúp cho làn da của chúng ta được tái cấu trúc ba loại sợi trên, được chưa? Không những không bị làm đứt gãy, không làm mất đi ba loại sợi đó, mà đồng thời nó còn phải có tác dụng tổng hợp mạnh mẽ hơn nữa, nhiều hơn nữa ba loại sợi đó, thì đồng nghĩa với cái việc là sản phẩm đó, phương pháp điều trị đó đạt hiệu quả cao, đúng không ạ? Yes. Ok chưa các chị em, mọi người đã hiểu chưa? Hiểu rồi Rồi ạ. ạ. Rồi, vậy thì cho Thiên Lý hỏi mọi người một câu này. Nếu như trên thị trường chúng ta sử dụng những cái phương pháp làm bong tróc hết lớp nọ lớp kia, tức là bong tróc hết những cái lớp keratin đi, thì cái lớp keratin nó có bị ảnh hưởng không? Nó có Có. bị bong Có. mòn Có. không nhỉ? Có ảnh Có. hưởng. Phải luôn cả trong cả tháng trời, thậm chí có những cái phương pháp lột tẩy cả 2 tháng trời. Vậy thì cái lớp keratin nó còn còn nữa không? Không. Không. Đương nhiên Không. là không. Không. Luôn. Đúng chưa? Rồi, Đúng. những cái thành phần đó thậm chí nó còn làm đứt gãy collagen.
Nó làm đứt gãy cả gì ạ? Pro, elastin. Phương pháp có phải là nó đang đi ngược lại với tiêu chí này không? Chính xác. Đúng chính ạ. Xác ạ. Em đã hiểu. Yes. Yes. Và đó là lý do tại sao chúng ta phải nói không với bong chóc và mòn lột tẩy. Chúng ta cần yes. phải không với những phương pháp gì ạ? Làm đẹp tạm bợ. Được chưa? Yes. Đúng hay rất đúng? Rất yes. đúng. Rất đúng. Chỉ có bôi vào thôi, chỉ có bôi vào thôi, chấm chấm vào thôi. Mà nó lại bong được lớp này rồi lại bong lớp khác, không xử lý kỹ thuật gì cả. Mà nó bong lớp này, nó bong lớp khác. Thì đó chính là axit. Mà các dạng axit thì nó sẽ khiến cho không những da của mình nó không được cung cấp nước độ ẩm, mà nó sẽ nhiều nước và độ ẩm tự nhiên ở trong da của mình. Vậy thì nó có phải đi ngược với hai cái tiêu chí làm thế nào để cho da khỏe và da đẹp không? Đúng không? Yes. Đúng rồi ạ. Vậy thì các bạn có hiểu tại sao chúng ta cần phải trở thành đại sứ để giúp cho khách hàng hiểu rằng phải tránh xa những cái phương pháp bong chóc bào mòn lột tẩy như vậy đi chưa? Mọi người hiểu chưa? Hiểu rồi. Hiểu rồi. Yeah. Hay hay, rất là hay. Rất hay. Hay luôn. Một cái phương pháp cần phải giúp có được cả hai điều đó thì nó mới đảm bảo là giúp cho da khỏe lên, đẹp lên. Và chắc chắn khỏe lên, đẹp lên thì mọi bệnh lý nó sẽ được tự giải quyết, đúng không? Không những chỉ nám. Yes. Nhưng khi đó rất là nhiều khách hàng có thể về mặt kiến thức, khách hàng sẽ là người đương nhiên là sẽ thiếu rồi. Bởi vì khách hàng của chúng ta không phải là ai cũng là cái người mà làm trong ngành làm đẹp, ai cũng là cái người được tiếp cận với những kiến thức như thế này. Nên cái tỷ lệ các chị em khách hàng khắp mọi miền đất nước thiếu về kiến thức làm đẹp là nhiều hay rất nhiều? Rất nhiều. Và đó là lý do tại sao mọi người không biết và cứ nghe theo những cái lời của các chị em chủ spa. Mà thực ra chủ spa họ cũng không có kiến thức gốc rễ này, đúng không ạ? Nên đúng ạ. Tư vấn một cách mập mờ, một cách mù quáng thì đúng hơn. Tức là một cách thiếu kiến thức. Nên thành ra là rất nhiều năm qua, đặc biệt là 4 đến 5 năm qua, những cái phương pháp bào mòn lột tẩy có phải là làm mưa làm gió trên thị trường trong suốt 4 năm qua không ạ? 5 năm qua không ạ? Đúng, đúng rồi. Nó phá hủy đi rất là nhiều triệu gương mặt, nhiều triệu làn da của các chị em phụ nữ, đúng hay rất đúng ạ? Rất đúng. Rất đúng ạ. Yes. Và đặc biệt hơn nữa, mỹ phẩm Việt Nam, mỹ phẩm trên thị trường Việt Nam chúng ta khoảng tầm 30 năm, 40 năm qua không hề có kiến thức chuẩn. Nên hầu hết những cái sản phẩm đưa ra thị trường là như cả kem trộn đấy. Chúng ta hay dùng cái từ kem trộn đấy. Nó khiến cho làn da của khách hàng cũng bị gì ạ? Cũng bị hư hàng triệu làn da, đúng không? Đúng không? Rất yes, đúng. Yes. Ok, và tiêu chí của chúng ta đó là không được đi ngược lại với công thức làm đẹp, làm khỏe cho da. Chúng ta đi theo kiến thức gốc rễ, chúng ta đi theo giá trị gốc rễ để giúp cho khách hàng không những sở hữu một cái làn da hết nám mà sẽ giúp cho khách hàng sở hữu một cái làn da khỏe từ bên trong, đẹp từ bên trong, và tự nó để nó bảo vệ được cho cái làn da của mình, tự nó để nó giải quyết mọi cái vấn đề của làn da. Được không các chị em? Được ạ. Ok. Yes. Và đó là điều quyết định mà mọi làn da của khách hàng khi đến với chúng ta, khi đến với Puderma của chúng ta thì sẽ không bao giờ phải nói với cái từ đó là đẹp tạm thời. Đúng không ạ? Sẽ không bao giờ chịu cái cảnh đẹp tạm thời. Các bạn có công nhận với thiên lý là trong 4 năm qua Puderma của chúng ta đã giúp cho hàng nghìn và hàng trăm nghìn, thậm chí có khả năng phải đến cả hàng triệu làn da đẹp lên rất là nhiều. Và cho đến tận bây giờ 4 năm rồi, khách hàng vẫn trẻ, càng ngày càng trẻ lên không? Đúng không? Đúng ạ. Đúng ạ. Ok. Thì đó chính là con đường riêng. Đó là sự khác biệt mà Puderma chúng ta làm được mà rất nhiều thương hiệu mỹ phẩm khác không làm được. Ok chưa các chị em? Chính xác. Ok. Yeah. Một sản phẩm tốt, một công nghệ tốt, nếu vứt vào tay một người không hiểu về nó cũng trở nên một sản phẩm rất là lãng phí. Không tốt, lãng phí.
nó rất lãng phí đúng không nào? Đúng ạ. Một con dao sắc mà ném vào tay một người không biết sử dụng dao thì nó cũng chỉ như một thanh sắt cùn mà thôi, đúng không ạ? Chính xác. Rất đúng. Xác. Ok. Đó là lý do tại làm sao ngày hôm nay khi mà khi mà bấm cái gì đó mà bấm ra bấm vào. Uderma chúng ta đã có những sản phẩm tốt từ trước đến nay. Mà bây giờ trong thời điểm này Uderma chúng ta còn ra mắt thêm những công nghệ điều trị nám, những cái phương pháp điều trị để hỗ trợ cho các chị em chủ spa cũng như là rất nhiều chị em khách hàng có thể tại nhà sẽ có những cái giải pháp làm đẹp còn nhanh hơn nữa, tốt hơn nữa, khỏe hơn nữa, hiệu quả hơn nữa nhưng lại an toàn và cực kỳ tiết kiệm. Thì đó là lý do tại sao tôi cần các chị em là thành viên của Uderma, là dòng tộc của Uderma thì các bạn cần phải có kiến thức chuẩn để các bạn giúp cho khách hàng, bạn trao được giá trị cho khách hàng, được không các chị em? Chính xác. Ok, tuyệt vời. Yes. Ok, vậy chúng ta quay trở lại với điều lúc nãy. Để mà chúng ta giải quyết được vấn đề nám, thực tế ra tại Uderma chúng ta khách hàng điều trị nám, những khách hàng sẽ được ăn theo rất nhiều cái hiệu quả khác kèm theo. Ví dụ làn da sẽ trở nên căng bóng hơn sau khi được giải quyết vấn đề nám. Làn da sẽ thu nhỏ lỗ chân lông, làn da sẽ được xử lý những cái nếp nhăn, và đặc biệt hơn nữa làn da sẽ được săn chắc cơ một cách cực kỳ hiệu quả cao, đúng không ạ? Đấy là những hiệu quả kèm theo trong phương pháp điều trị nám của Uderma, chứ không phải điều trị nám là chỉ có điều trị sạch nám mà thôi, được không ạ các chị em? Mọi người hiểu chưa? Đúng không ạ? Đúng ạ. Ok, tuyệt vời. Vậy thì cái điều gì quyết định lên điều đó? Sản phẩm của Uderma thì các bạn đã hiểu rồi, và buổi tối ngày hôm nay tôi muốn dạy chuyên sâu hơn cho các bạn hiểu rõ hơn về tế bào gốc mesotan nám của chúng ta. Bao nhiêu trong số các bạn ở đây đã sẵn sàng để chúng ta hiểu rõ về tế bào gốc mesotan nám của mình và trả lời được tại làm sao chỉ trong vòng có gần 2 tháng vừa qua khi sản phẩm này về đến tay, về đến Việt Nam. Chúng ta đã giúp cho hàng trăm, thậm chí hàng nghìn các chị em trong cộng đồng Uderma và những khách hàng của mình đã lấy lại được cái sự khác biệt, đã làm đẹp cho hàng nghìn cái làn da chỉ trong vòng quá 2 tháng vừa rồi. Thì bao nhiêu trong số các chị em đã sẵn sàng để hiểu sâu về siêu phẩm cấy mesotan nám của chúng ta? Bật mic lên và nói, tôi rất khát khao. Ok, mọi sự khát khao thì nó mới trở thành sự đột phá. Không ạ, trở thành khao khát, trở thành đột phá, đúng không nào? Chỉ là mong thôi thì nó chưa thành công đột phá được đâu, đúng không? Nhưng khát khao tạo ra sự thành công đột phá, còn mong muốn thì nó chưa thể nào tạo ra được sự thành công đột phá đâu, đúng không? Nên tôi muốn các bạn cần phải có những cái tư duy như vậy luôn. Ok, vậy thì ở đây với sản phẩm, bao nhiêu trong số các chị em ở đây đã trực tiếp trải nghiệm cái sản phẩm này rồi? Hãy bật mic lên và nói tôi, hoặc comment ở dưới này là số 2. Hãy comment. Tôi Oanh Thuần. Wow. Hai Trần. Hello, xin chào toàn thể dòng tộc Uderma. Ok, khách đang ở đường về sếp ạ. Ok, yeah. Ok, tuyệt vời các chị em. Rõ ràng siêu phẩm này chúng ta đến ngày 19 mới là gì ạ? Ngày ra mắt. Ngày ra mắt, đúng không? Nhưng mà tôi với Uderma của chúng ta là vậy đó. Trước khi đến tay người tiêu dùng, bản thân chúng ta là những người gì ạ? Đưa sản phẩm đó tới người tiêu dùng thì chúng ta phải là những người được trải nghiệm trước, được sướng trước, được kiểm định chất lượng trước, được mê trước, rồi lúc đấy chúng ta chỉ trở thành người đại sứ để đi gì ạ? Kết nối giúp khách hàng biết đến sản phẩm của chúng ta, công nghệ của chúng ta thôi, đúng không? Chúng ta không phải tập trung đi bán hàng là đi bán sản phẩm, mà chúng ta đang đi bán và chia sẻ cái giá trị của sản phẩm, chia sẻ cái giá trị của gì? Của phương pháp này cho khách hàng mà thôi, được chưa? Và đó là lý do mà Thiên Lý muốn trước khi sản phẩm đến tay với khách hàng, chúng ta là những người được trải nghiệm.
chúng ta phải là những người được trải nghiệm trước là như vậy. Ok. Chị, ở đây có ai nhỉ? Có ai đã trải nghiệm rồi nhỉ? Ai trải nghiệm rồi và có kết quả như nào, các bạn chia sẻ một chút không? Để Thiên Lý sẽ đi vào và trả lời cho các bạn tại sao cái hiệu quả của chúng ta lại đem lại nó tuyệt vời, nó nhanh như vậy. Tôi. Ai ạ? Tôi đã thành trải nghiệm. Tôi. Ok, xin mời xem Ngọc Mai đi. Tôi. Mời chị Ngọc Mai ạ. Xin chào tổng giám đốc xinh đẹp. Xin chào tất cả các anh chị em đang có mặt trong Zoom tối hôm nay. Thì khi mà cái sản phẩm ba cái siêu phẩm mới vừa về tới Việt Nam, thì Mai được là người đã trải nghiệm trên da mặt của Mai đầu tiên. Và sau đó thì Mai đã trải nghiệm cho khách hàng và người thân của Mai. Và trong đó có rất là nhiều khách hàng khi mà Mai gặp sau có 10-15 ngày ngỡ ngàng luôn. Không nghĩ là nó kết quả nó xuất sắc như vậy luôn á. Chị em có biết không, là không phải là nó đẹp ở chỗ là nó trắng bóc lên đâu, mà da nó khỏe căng bóng mới là gọi là tuyệt vời. Tại vì bản thân Mai cũng vậy. Hồi trước là cái ránh cửa của Mai cái chỗ này nó cực kỳ là sâu. Nhưng mà Mai, khi mà Mai sử dụng với vi kim thôi, nhưng mà cái ránh cười này nó thay đổi hoàn toàn sau 7 ngày. Đó. Và Mai sẽ sau xin tổng giám đốc và các anh chị em ở đây, Mai xin sau cái kết quả của bản thân Mai và những khách hàng của Mai. Rất rất là nhiều, nhưng mà Mai sẽ sau lên một vài khách hàng và bản thân Mai luôn cho các chị em ở trong, anh chị em ở trong Zoom xem nhá, coi kết quả như nào nhá. Ok, giám đốc Mai, chúng ta cùng nhìn lại một chút cái kết quả của các thành viên trong team của chúng ta như thế nào nhá. Ok, từ kết quả của chị Ngọc Mai nhá. Ok, xin mời chị Ngọc Mai. Dạ, ok, chờ Mai xíu, Mai sau lên cho chị em coi nhá. Dạ. Rồi, bao nhiêu trong số các chị em mong muốn được nhìn thấy những cái điều tuyệt vời này từ những khách hàng cũng như là bản thân chị Ngọc Mai? Đây là khách hàng trải nghiệm đầu tiên về vi kim của Mai này. Về một cái là Mai chưa dùng, nhưng mà Mai đã cho em ấy sử dụng trước. Tại vì em ấy da rất là xấu, sần, các em có thể nhìn thấy ở trên màn hình. Da sần rồi, tức là sờ vào nó cứng mà nó, tức là mình cứ thấy nó sần, với lại giống như là mụn ẩn á. Da này bị nhiễm thường nhiễm corticoid này vừa rất là bị tắc. Đúng rồi ạ. Bởi vì là cái bà này, bà nó đi spa hết hàng trăm triệu rồi đó, nhưng mà da càng ngày nó càng sần, rất là xấu, mới 29 tuổi thôi, nhưng mà da nó dần với là mụn đầu đen là hầu như khắp cái mặt này luôn, mụn đầu đen nó đen thui luôn đó. Và cả nhà coi nhá, tiếp hình tiếp theo nhá, sau một tuần luôn thôi. Cá biệt không cả nhà? Tuyệt vời, nhanh lớn xác luôn, cam thường. Vời. Một tuần đấy à chị Ngọc Mai? Sau đúng một tuần thôi. Sau đẳng cấp. Đẳng cấp không chị em? Siêu đẳng cấp. Đây là một khách hàng mà ở gần nhà Mai. Chị ấy là năm nay chị 55 tuổi. Chị em có thể thấy nha. Sau cái này là chị sau 2 tháng này, là cái hình này là trước 2 tháng này. Là chị có dùng cái bộ sản phẩm là bộ trị nám. Nhưng mà sau đó thì Mai cho chị thêm vi kim nữa. Thì da chị ấy, từ cái da như này nha, trước. Đó là trước. Các chị em nhìn sau nha. Wow. Đấy, đây là cái hình ảnh mà Mai vừa chụp lúc chiều. Chị ấy xuống nhà. Ôi, hay quá. Mai chụp lúc chiều đó. Khá không? Khá không? An toàn luôn. Làm da nó bao nhiêu luôn. Khá không các chị em? Khá không? Căng bóng lên trẻ thật. Tuyệt vời, tuyệt vời. Cá nhân luôn, thời gian 5 tuổi. Đây tuyệt là vời quá. Nâng cơ đây luôn. Điện thoại của Mai là cam thường mà nó hơi dìm hàng. Chứ ở ngoài chị còn đẹp hơn nữa. Hồi chiều á chị xuống nha Mai. Nói Mai ơi cho chị lấy thêm. Em coi da chị nè. Trời ơi, chị Mai ngỡ ngàng luôn. Nó không nghĩ là... Còn đây là bản thân Mai nha chị em. Bóc phốt nha, bóc phốt chị Mai. Chị Mai bóc mình. Cái ránh cười của Mai nhá. Coi cái ránh cười của Mai, bên này với bên kia khác hẳn. Đây là cái nhau.
Bao nhiêu ngày hả chị? Đây là bao nhiêu ngày? Đây là một tuần. Wow. Cô chưa tiêm vaccine còn căng nữa. Tuyệt vời quá. Chưa may so đâu, mai chỉ vi kim thôi. Mà sau một tuần, đây là kết quả sau một tuần vi kim. Đó là những khách hàng mà. Trời ơi. Bản thân Mai là người là thay đổi rất là nhiều. Mai là người đã cho khách hàng trải nghiệm và đây là kết quả mà thật Mai rất là ngỡ ngàng luôn. Bên ngoài còn đẹp hơn cái bàn này á, cái bàn trên màn hình á. Là ngày hôm nay Mai không chưa gặp bà á, nhưng mà nghe bà nó bảo là còn đẹp thì Mai ơi còn đẹp hơn. Nên là sáng mai Mai sẽ gặp bà, Mai sẽ gửi kết quả cho các chị em xem. Wow, tuyệt vời cả nhà mình. Cả nhà quá xin lỗi chị còn Mai nha. Tuyệt vời quá. Đây là, thực sự là Mai trải nghiệm cho bản thân mình và cho khách hàng, những khách hàng rất là nhiều, nhưng mà Mai chỉ gửi Mai mấy cái điển hình trước giờ mà gửi feedback chắc là phải hết buổi tối hôm nay khách hàng của Mai. Bởi vì từ cái ngày có cái sản phẩm này á thì Mai gia tăng doanh số cực kỳ cao luôn đó. Tại bởi vì là khi mà mỗi một người trải nghiệm xong họ thấy kết quả rất là tuyệt vời thì những người xung quanh họ là hầu như là chị ơi giới thiệu giùm em, chỉ giùm em đi mua ở đâu, làm ở đâu. Và cái sản phẩm này nó còn đặc biệt hơn nữa là từ làm ở nhà được luôn đó. Nên là dù ở xa ở gần, ai muốn trải nghiệm đều trải nghiệm được hết. Đó là cái mà thật sự là rất rất biết ơn tổng giám đốc. Nhờ cái sản phẩm này mà một trong vòng một tuần chị đã có không, chị không tính những cái đơn sỉ hàng trăm hàng tỷ của chị nhá. Chị tính là khách lẻ từ đầu nhắn tin hỏi chị mua là 62 khách hàng lẻ, 62 khách hàng. Ôi tuyệt vời thế. Tuyệt vời thế. Hàng lẻ ngay cả khi không sở hữu sở ba. Tuyệt vời hay rất tuyệt vời cả nhà ơi. Rất tuyệt vời. Rất tuyệt vời. Rất tuyệt vời. Rất là nhiều đã đưa về một cái sản phẩm vô cùng tuyệt vời. Và Mai tin chắc là trong năm 2023 bản thân Mai doanh số sẽ đạt hơn 100 tỷ. Wow, tuyệt vời. Chúc mừng chị Ngọc Mai. Tin tưởng vào bản thân mình, tin tưởng vào dòng sản phẩm. Và một lần nữa biết ơn tổng giám đốc rất, rất là nhiều. Và cảm ơn các anh chị em ở trong Zoom đã lắng nghe Mai và đã nhìn cái feedback của bản thân Mai. Cảm ơn mọi người rất là nhiều. Ok, cảm ơn chị Mai, cả nhà mình ơi, dành cho chị Mai một tràng pháo tay thật lớn nào với những cái chia sẻ và cảm ơn chị Ngọc Mai với cái siêu phẩm này cũng như tâm huyết với khách hàng nào. Cảm ơn Ngọc Mai. Cảm ơn chị. Một cái sản phẩm dù mà Thiên Lý có tốt đến đâu, Thiên Lý có mang về tốt đến đâu mà các chị em không hiểu về nó và không thể lan tỏa được tới khách hàng thì nó cũng chỉ là cái sản phẩm để ở trong kho, nó cũng chỉ là cái sản phẩm ở trên kệ trưng bày và nó vô cùng lãng phí, đúng không ạ? Đúng hay rất đúng ạ? Rất đúng ạ. Ok, chính vì vậy mà bây giờ Thiên Lý muốn các chị em sẽ không rời khỏi Zoom bất cứ một lần nào nữa, được không? Bởi vì nếu như các bạn rời khỏi Zoom, Thiên Lý tin chắc rằng sẽ có những cái đoạn các bạn bị ngắt quãng, và biết đâu đấy đó chính là những cái phần kiến thức vô cùng quan trọng mà các bạn hiểu rõ hơn về cái công nghệ này, sản phẩm này mà các bạn không nắm được thì trên thực tế các bạn sẽ rất là có lỗi với khách hàng, được chưa? Và có lỗi với bản thân mình, được không nào? Chính xác. Ok. Ok, rồi các chị em. Ok. Rồi bây giờ chúng ta sẽ đi vào để chúng ta hiểu tại sao cho chị nhỏ thế này một chút nhá, là Đông Minh Võ nhá. Tại sao cái siêu phẩm này nó lại có thể làm cho làn da của khách hàng nó được xử lý về vấn đề nám cũng như nó trẻ hóa, mang lại cái hiệu quả cao như vậy chỉ trong vòng có 1 tuần đến 2 tháng thì nó được trả lời như sau. Nó sẽ được trả lời như sau và các bạn cần tập trung này. Thứ nhất, đây chính là một công thức hoàn hảo được kết hợp giữa 16 loại axit amin. Ok, được kết hợp giữa 16 loại axit amin, tức là những hợp chất hữu cơ ấy, kết hợp với 7 loại vitamin cần thiết nhất. 16 loại axit amin thiết yếu nhá, cộng với 7 loại axit amin 7 loại
vitamin cần thiết nhất của da. Và rất nhiều sản phẩm, rất nhiều thành phần làm trắng, có khả năng làm trắng cao cấp, quý hiếm ở trong làng làm đẹp, ở trong ngành làm đẹp, nhưng nó lại là dược mỹ phẩm. Được chưa? Nó là gì ạ? Những cái thành phần bên dược nha các chị em, có nghĩa là những thành phần này nó được ăn được, nó ăn được, nó uống được. Nó có khả năng làm trắng, kích thích những cái tế bào của chúng ta cũng như tăng cái độ trắng sáng cho làn da, nhưng nó là những cái thành phần vô cùng an toàn và nó dùng để bào chế ra thực phẩm chức năng. Được chưa? Nên nó mới có thể sử dụng như một liệu pháp, sử dụng trong phương pháp khả năng thấy meso là như vậy. Được chưa nào? Nó là công thức hoàn chỉnh nhất. Nó là công thức hoàn chỉnh nhất của 16 loại acid amin thiết yếu cộng với 7 loại vitamin cần thiết nhất cho da. Và rất nhiều thành phần có khả năng làm trắng cao cấp, quý hiếm trong ngành dược, trong ngành dược. Được chưa? Ok. Các bạn sẽ ghi trước cái câu đó trước để cho các bạn hiểu rằng với một cái thành phẩm, với một cái sản phẩm tế bào gốc thì rất khó để kiếm được trên thị trường những cái tế bào gốc mà trong cùng một sản phẩm nó lại chứa rất nhiều cái hoạt chất quan trọng cần thiết của cơ thể mình như thế này. Bởi vì bình thường có thể sẽ có tầm khoảng 5-10 acid amin, rồi là khoảng tầm 4 đến 5 loại vitamin, 3-4 loại vitamin, 2-3 loại vitamin, hoặc là gì ạ? Một số các thành phần làm trắng, chứ không phải là nó chứa rất là nhiều thành phần làm trắng cao cấp như chúng ta như thế này đâu nha. Và nó quyết cái hiệu quả khác biệt như thế nào, nó quyết định ở cái bảng thành phần. Được chưa các chị em? Thì những cái thành phần quan trọng có khả năng làm trắng là gì thì các bạn có thể ghi một vài thành phần để các bạn biết luôn. Thứ nhất là HA, thứ hai là tranexamic acid. Tranexamic acid. Cái thứ ba, niacinamide. Rồi, thành phần glutathione. Và Thiên Lý sẽ giải thích với các bạn tại làm sao 16 loại acid amin nó là cái gì mà nó lại quan trọng với cái làn da của chúng ta như vậy. 7 loại vitamin thiết yếu cần thiết này nó là cái gì mà nó lại quan trọng với làn da của chúng ta như vậy. Rồi những cái thành phần vàng vừa rồi Thiên Lý đọc cho các bạn, tại sao nó lại quan trọng như vậy. Các bạn nhớ này, Thiên Lý sẽ đi ngược trở lại này. Trên thị trường chúng ta có rất nhiều thành phần có khả năng làm trắng cho da, đúng không ạ? Corticoid có khả năng làm trắng không? Có, đúng không? Rồi, retinol có khả năng làm trắng không? Có. Hydroquinone nó có khả năng làm trắng không? Có. Nhưng đồng nghĩa với cái việc nó thì làm hại cho tế bào rất là nhiều, nó làm hại cho da rất là nhiều, nó làm hại đến hệ miễn dịch của cơ thể rất là nhiều. Nên đó là lý do tại sao chúng ta loại bỏ những cái thành phần như vậy, chúng ta không sử dụng những cái thành phần mà nó có khả năng làm trắng nhưng đồng nghĩa với việc nó có gì, nó có khả năng làm cho cơ thể của mình nó bị nguy hiểm, hệ miễn dịch nó bị suy giảm, tế bào nó sẽ bị gì, già nua, nó bị lão hóa, thì chúng ta không sử dụng những cái sản phẩm như vậy, những cái thành phần như vậy, mà thay vào đó chúng ta sử dụng những cái thành phần có khả năng làm trắng cao cũng như những cái thành phần đó, nhưng nó lại rất an toàn, nó lại rất lành tính và nó chính là những cái thành phần có sẵn trong cơ thể của chúng ta. Do gì ạ? Càng ngày chúng ta nhiều tuổi, chúng ta lão hóa, chúng ta mất dần đi và cơ thể không có khả năng tự tổng hợp, nên chúng ta sẽ đưa từ ngoài vào để làm sao bổ trợ cho cái lượng mà chúng ta bị hao mòn đi. Được không nào các chị em? Ok chưa ạ? Rồi quay trở lại một cái điều quan trọng nữa các chị em cần phải nắm được. Và các chị em cần, tại sao cần phải nắm được? Bởi vì khi đó các chị em mới giúp cho các chủ spa, họ hiểu được cái sản phẩm này, họ hiểu được công nghệ này, để họ cũng có cơ hội được sở hữu nó, được mang về để gì? Phục vụ, để làm đẹp cho khách hàng ở tại cơ sở của họ, để họ giúp được khách hàng thực sự.
họ trao được giá trị thực sự cho khách hàng. Đó là trên thị trường nó có 3 loại sản phẩm. Nó có 3 loại sản phẩm nha các chị em nha. Nó có 3 concept sản phẩm. Concept tức là thể loại á. Một, đó là một loại sản phẩm nó đi theo thiên hướng là chỉ cung cấp những cái dinh dưỡng thôi. Những cái dinh dưỡng cần thiết để giúp cho tế bào khỏe thôi. Giúp cho tế bào khỏe thôi. Vậy thì nó sẽ giúp cho da của chúng ta, các tế bào của chúng ta có dinh dưỡng để nó khỏe. Và nó sẽ đủ độ ẩm. Nó khỏe, nó đủ độ ẩm. Và nó gì? Nó làm cho làn da của chúng ta càng ngày nó không đẹp lên nhưng nó cũng không lão hóa đi. Thì đó chính là những cái sản phẩm đi thuộc dạng sản phẩm nội địa của Hàn hoặc là của châu Âu. Bởi vì người Hàn Quốc, người châu Âu, độ trắng của da của người ta có trắng không ạ các chị em? Trắng không? Rất trắng, đúng không nào? Giám đốc Minh Vọng tắt mic à? Tắt mic của mọi người hả? Ok. Giám đốc Vọng Minh có thể giúp chị không tắt mic được không? Cho mọi người tương tác một chút học cho nó... Nó có sự giao tiếp để cho mọi người dễ vào hơn. Các bạn nhớ này, có 3 loại để có 3 loại concept, tức là 3 dạng sản phẩm trên thị trường. Một là những dòng sản phẩm chỉ cung cấp dinh dưỡng để làm cho tế bào của mình khỏe hơn thôi, cho làn da khỏe hơn thôi, mà không có tác dụng để làm trắng. Được chưa? Một loại thứ hai, đó là loại mỹ phẩm thiên về làm trắng nhiều, thiên về làm trắng nhanh, và nó không có khả năng để giúp kích thích, nuôi dưỡng sâu từ bên trong cho tế bào, để khiến tế bào cũng như là cơ thể của mình, da của mình, nó tự tổng hợp và tái sinh ra được nhiều cái thành phần dưỡng chất quan trọng, tự thân, tế bào gốc tự thân, HA tự thân, để mà quay trở lại để nó làm khỏe hơn nữa, trắng hơn nữa, khỏe hơn nữa cho tế bào từ bên trong, thì nó khiến cho cái da đó chỉ có khả năng trắng thôi, mà nó không khiến cho làn da khỏe được. Mà quay trở lại với cái kiến thức ban đầu, một làn da đẹp là một làn da vừa phải khỏe, vừa phải gì? Vừa phải gì? Đầy đủ mọi dưỡng chất, đúng không? Da khỏe, da giàu dinh dưỡng, da phải tái tạo được 3 loại sợi protein, thì lúc đó mặc định da đó sẽ càng ngày càng trắng, càng ngày càng trắng. Chưa kể với cái việc mà nếu như sản phẩm đó có cả những cái công thức, những cái hoạt chất bổ trợ để giúp tăng làm trắng sáng, thì đồng nghĩa với việc sản phẩm đó mới có khả năng điều trị được những làn da đã bị melanin tăng sinh một cách đột phá rồi. Được không? Tức là những cái làn da đã bị nám, đã bị tàn nhang rồi á. Các chị em có hiểu là này không? Có 3 loại sản phẩm đi theo 3 concept khác nhau. Một là chỉ có làm khỏe các cái hoạt chất, làm khỏe tế bào thôi, tức là cho thành phần dinh dưỡng thôi. Cái loại thứ hai, đó là chỉ chủ yếu tập trung làm trắng sáng thôi, thì nó sẽ khiến cho làn da trắng rất là nhanh, nhưng tế bào sẽ không có quá nhiều dinh dưỡng để mà làm cho nó khỏe, bởi vì nó không đi vào cái việc là nuôi dưỡng từ bên trong, mà nó chủ yếu tập trung bào mòn từ bên ngoài. Thì đó là làn da nó sẽ trắng, trắng nhanh. Nhưng chỉ sau một thời gian thì nó lại bị gì? Bị xỉn màu, nó lại bị quay trở lại nám. Bởi vì sao lại như vậy? Các bạn hình dung này, sau một đêm, ví dụ khi mà cơ thể các bạn ốm đi, sau một đêm các bạn mất ngủ đi, các bạn mất ngủ hoặc là một giai đoạn các bạn bị ốm, thì các bạn có nhìn thấy là cái làn da của mình nó bị xỉn màu đi không? Nó có bị đổi sắc đi không? Nó sẽ xỉn màu hơn đúng không? Đúng không các chị em? Đúng ạ. Mọi người hãy tương tác để cho tôi biết là kiến thức mọi người hiểu nhá. Đúng không? Tức là khi chúng ta mệt mỏi, cơ thể mệt mỏi, chúng ta nhìn thấy cái sắc tố da của mình nó xỉn màu, nó đi xuống. Đúng không nào? Ok, vậy thì ở đây nếu như chúng ta chỉ tập trung để làm trắng da thôi mà không tập trung để đưa được dinh dưỡng để làm khỏe từ bên trong, nuôi dưỡng tế bào từ bên trong, thì da chỉ có trắng thôi, và nó chỉ trắng được một thời gian thôi. Vì sao?
vì những cái thành phần đó nó làm trắng quá nhanh, quá nhiều và nó bào mòn đi cái lớp biểu bì mà nó không cung cấp được dinh dưỡng đi sâu vào bên trong để nuôi dưỡng tế bào, thì nó khiến cho chiếc áo bảo vệ cho những cái tầng tế bào non ở bên trong nó bị xé mất rồi, nó bị bào mòn mất rồi. Và UV cực tím cũng như là các cái gọi là tác nhân gây hại từ môi trường, nó dễ dàng nó đi sâu vào trong da của mình, nó tác động vào các tế bào và nó khiến cho các tế bào bị yếu dần, bị mệt dần, bị gì, bị bệnh dần. Và đó là lý do mà nó không tự bảo vệ được cho nó và nó khiến cho da bắt đầu xỉn màu dần, tăng dần melanin, nám quay trở lại dần, bệnh lý khác cũng tăng sinh dần lên theo đó, nên nó chỉ đẹp tạm thời là như vậy. Các bạn đã hiểu là này chưa nào? Rồi, còn đối với chúng ta đi theo một cái dạng thứ ba, đó là gì? Vừa cung cấp những cái dinh dưỡng để mà cho tế bào của chúng ta nó được gì? Tế bào ở sâu những cái tầng da bên trong nhá. Nó ăn được cái dinh dưỡng đó, nó tự kích thích để nó khỏe lên dần và nó sản sinh ra được những cái thành phần quan trọng nuôi dưỡng cho tế bào, những cái thành phần quan trọng mà làn da của chúng ta cần thiết. Ví dụ như HA tự thân, tế bào gốc tự thân, peptide tự thân. Rồi gì nữa? Tổng hợp collagen, elastin, nó được tái cấu trúc trở lại. Rồi nó sẽ làm dày cái tầng sừng của mình, tức là dày cái lớp sừng, tức là dày cái lớp keratin của chúng ta ấy. Nên nó khiến cho làn da đẹp từ bên ngoài, khỏe từ bên trong và đẹp từ bên trong luôn. Các bạn hiểu không ạ? Để cho có được cái công thức mà đưa dưỡng chất sâu vào bên trong da để nuôi dưỡng từ trong da, thì đương nhiên đồng nghĩa với cái việc sản phẩm đó phải có những cái sản phẩm cực kỳ cao cấp và phải có công thức nó linh hoạt, công thức đặc biệt, và đồng nghĩa với cái việc là giá cốt của sản phẩm tương đối cao, nó rất cao. Các bạn hiểu không? Mà nếu như những cái sản phẩm rẻ tiền thì sẽ không thể nào có được những cái điều như vậy. Mà chủ yếu là cũng cho cái thành phần làm trắng, nhưng là gì ạ? Cho corticoid này, cho hydroquinone này, cho retinol này, vân 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 vân. Nó làm trắng nhanh nhưng đồng nghĩa với việc nó bào mòn đi cái lớp biểu bì nhanh. Nhưng đối với chúng ta đi theo xu hướng là nuôi dưỡng cái làn da từ bên trong để chúng ta làm khỏe bên trong và làm trắng từ bên trong. Mọi người hiểu không? Đoạn này có hiểu không? Hiểu ạ. Yes, hiểu ạ. Yes. Ok. Chúng ta phải hiểu về tổng quan trước, sau đấy chúng ta sẽ đi vào chi tiết điều gì, thành phần gì nó khiến cho collagen, nó khiến cho elastin, nó khiến cho keratin được tổng hợp. Điều gì nó khiến cho HA cũng như tế bào gốc tự thân nó được sản sinh ra, peptide ấy, tự thân nó được sinh ra. Ok chưa nào? Điều gì nó khiến cho độ ẩm nước được gia tăng lên? Thì chúng ta đi vào chúng ta trả lời cho điều đấy, nó sẽ nhanh hơn rất là nhiều. Tức là tôi đang dạy cho mọi người bài toán ngược. Phân tích một bài toán ngược, phân tích được cái điều gì, điều kiện gì cần phải có để một làn da phải đẹp, khỏe và hết mờ nám. Được không nào? Thì câu trả lời của nó như sau. 16 loại acid amin này, tức là collagen protein ấy, nó được tổng hợp từ acid amin. Được chưa? Lúc nãy tôi có nói nước chiếm 70%, protein chiếm 25% ở trong da và lipid chiếm 2%, đúng không? Vậy thì làm thế nào để protein nó được tổng hợp và nó được càng ngày nó không những bị hao mòn đi mà nó lại còn được bù trừ và được gia tăng lên ở trong da của mình, thì nó nằm chính xác ở đây là nó nhờ cái sản phẩm này chúng ta cấy meso trực tiếp vào tầng trung bì, chúng ta cung cấp cho da của chúng ta lên đến 16 loại acid amin, tức hay còn gọi là amino acid. Được chưa? 16 loại amino acid, mà đây chính là những cái thành phần quyết định để tổng hợp được collagen và elastin. Nhanh quá hả các bạn ơi? Sorry các bạn, tôi không đọc được tin nhắn mà giám đốc Võ Minh đọc. Nhanh quá hả cả nhà ơi? Ừ,
hơi nhanh chứ ạ. Phải chép kì chép bình nhanh thường tay. À. Bình thường ạ. Bình thường ạ. Nốt nhanh chứ chị em ơi. Ok, ở trên này nhiều thế này. Trên live stream rất nhiều bạn đang theo dõi này. Rồi các chị em yên tâm, tối ngày hôm nay có những cái kiến thức mà thậm chí có người làm 30 năm kinh nghiệm spa trong nghề, 20 năm kinh nghiệm spa trong nghề chưa từng được dạy luôn, chưa từng được biết luôn. Và tôi sẽ chia sẻ, thậm chí Thiên Lý đang dạy luôn ở trên trang cá nhân của mình nha, cho đi một cách hào phóng luôn, không giữ lại bí mật cái gì cả. Bởi vì nhiều người trong ngành làm đẹp biết được cái kiến thức này thì chúng ta sẽ cùng nhau để giúp đỡ được cho càng nhiều triệu chị em khách hàng có làn da đẹp. Đúng hay rất đúng ạ cả nhà ơi? Đúng hay rất đúng ạ? Rất đúng ạ. Okay. Rất đúng. Yes. Nên đó là lý do nếu như chúng ta học ở đây xong rồi, lát nữa các bạn mà thích các bạn chia sẻ cái live stream ở trên trang Facebook Trần Thiên Lý đi. Hoặc là bây giờ có thể các bạn chia sẻ live stream ở trên trang Facebook của các bạn, để các bạn giúp cho nhiều chị em bạn bè, 5.000 anh em ở trên Facebook của các anh chị em học được cái kiến thức tối ngày hôm nay nhá. Ok, yes. Rồi các bạn cảm thấy nhanh ở đoạn nào nào? Các bạn cảm thấy nhanh ở đoạn nào nào? Các bạn đã cảm thấy logic chưa? Từ nãy giờ nói các bạn đã cảm thấy logic chưa? Hay là Thiên Lý sẽ chia sẻ lại một lần nữa tổng quan để các bạn nắm được từng nhóm. Chia sẻ lại lần nữa được không ạ? Chia sẻ lại lần nữa khái quát được không ạ? Ok, rồi khái quát lại nhá. Đã đầu này, tập trung chưa? Sẵn sàng chưa? Ghi nhanh vào. Ghi từ khóa thôi, chủ yếu các bạn ghi từ khóa. Được chưa? Này, thứ nhất, làn da của chúng ta để được điều trị nám, nó cần phải gì? Cùng nhau trả lời nào. Để điều trị nám, da bắt buộc cần phải gì? Cấp độ ẩm, cần được cung cấp độ ẩm và protein. Mạnh khỏe và đủ độ ẩm và đủ các dưỡng chất ạ. Ok, rồi. Đây nha. Da để mà điều trị được nám, đầu tiên da nó phải khỏe đã, hệ miễn dịch nó bị suy yếu, rồi là gì ạ, tế bào không tự bảo vệ được nó, thế nên melanin, tức là được mệnh danh là anh hùng của làn da, nó mới tăng sinh lên bề mặt da để nó bảo vệ cho những cái lớp da ở bên trong non yếu không bị tác hại bởi UV cực tím, bởi các tác nhân từ môi trường, nên nó mới xuất hiện nám ở trên bề mặt da chúng ta. Được chưa? Mọi người cần nhớ cái đó chưa? Tức là melanin, hay còn gọi là nám, hay còn gọi là tàn nhang, trên thực tế nó không phải là kẻ thù của sức khỏe, mà nó là anh hùng của sức khỏe. Nó chỉ là kẻ thù của nhan sắc, kẻ thù của thanh xuân các chị em thôi, đúng không ạ? Bởi vì nó không đẹp, nó có màu đen, đúng không? Đúng. Nhưng nó là anh hùng của làn da, bởi vì sao? Bởi vì nếu không có nó tăng sinh lên bề mặt da, chắc chắn những cái da đó, các tế bào non yếu ở bên trong, nó sẽ bị phá hủy, nó sẽ bị nhiễm bệnh, nó sẽ bị dẫn đến nặng là ung thư da. Còn nhẹ thì không biết là sẽ có rất nhiều bệnh lý khác nó tăng sinh. Được không? Nên khi mà cái lớp biểu bì không tự bảo vệ được cho những lớp tế bào non yếu ở bên trong, ví dụ như là lớp gì? Hạt, lớp gai, lớp đáy. Đó, nó có 4-5 lớp mà chúng ta đã được học ấy, lớp sừng này, lớp trong suốt này, lớp hạt, lớp gai, lớp đáy này, thì lớp trong suốt chúng ta có thể bỏ qua. Lớp trong suốt đối với cái làn da trên khuôn mặt, chị em phụ nữ Việt Nam thì không phải là ai cũng có đâu. Đó, thì tạm thời chúng ta bỏ qua cái lớp trong suốt, chúng ta quan tâm đến 4 lớp, lớp hạt, lớp gai, lớp sừng, lớp hạt, lớp gai, lớp đáy. Thì khi mà cái lớp hạt, lớp gai, lớp đáy này này, nó bị bệnh á, tức là nó bị tác nhân UV cực tím và các tác hại của môi trường, nó bị xâm hại đến cái tầng thứ 2, thứ 3, thứ 4 này, thì vì cái tầng biểu bì này nó bị suy yếu rồi, cái tầng lớp hạt này, lớp sừng này nó bị suy yếu rồi, nó không tự bảo vệ được, thì đồng nghĩa với cái việc là gì ạ, melanin được điều động lên bề mặt da để nó tự bảo vệ cho ba cái lớp ở bên trong này, nó không bị UV cực tím nó xâm hại nữa, nó không bị các cái vi khuẩn rồi tác nhân ở trong môi trường nó đi vào để nó xâm hại nữa, nên melanin nó xuất hiện, nó ngăn ngừa cái đó là như vậy. Và chúng ta thấy rằng khi nó xuất hiện thì làn da của mình nó nhem nhuốc, nó bởi vì nó có màu đen nên nó khiến cho chúng ta gì, không đẹp, nên chúng ta lại cứ đi tập trung để gì, đi loại bỏ nó ra khỏi da của mình.
mà chúng ta loại bỏ thì chúng ta cần phải hiểu được nguyên lý loại bỏ nó được khi nào. Chúng ta loại bỏ nó thì chúng ta phải trả lại cho lớp làn da một cái lớp sừng dày khỏe, để mà cái lớp sừng này phải thay thế được nó, chắn UV cực tím xâm hại, chắn vi khuẩn rồi các tác nhân bên ngoài nó gây hại vào cho cái lớp thứ hai, thứ ba, thứ tư này, ba cái lớp vừa rồi tôi nói á, đúng chưa? Thì đồng nghĩa với cái việc melanin nó sẽ không tăng lên nữa. Nhưng nếu như chúng ta không hiểu điều đó mà chúng ta lại sử dụng những cái phương pháp lại tiếp tục đi bào mòn cái lớp sừng này nhiều hơn nữa, bào mòn cái lớp melanin này rồi lại bào mòn luôn cả lớp sừng này, thì nó có hết nám không? Có hết, nhưng mà nó hết tạm thời thôi. Bởi vì cái lớp này nó vẫn yếu, nó đâu có được trả lại khỏe mạnh đâu. Và nó khiến cho melanin lại tiếp tục tăng lên để bảo vệ cho ba cái lớp này tiếp tục. Và qua mỗi một lần chúng ta bào mòn nó như thế thì cái mức độ mỏng yếu của lớp sừng càng cao. Tức là cái lớp sừng này nó càng ngày nó bị tổn hại, nó càng nhiều, nó mỏng càng nhiều đi. Thì đồng nghĩa với cái hàm lượng melanin, tức là hàm lượng màu nám á, nó tăng lên, nó phải nhiều hơn nữa, nó đậm hơn nữa thì nó mới bảo vệ được cho ba cái thằng ở trong này. Được chưa? Mọi người hiểu không? Vậy thì điều trị nám ở đây là chúng ta phải hướng đến cái việc làm thế nào loại bỏ được những cái tế bào nám đã có sẵn, nhưng đồng thời phải trả lại cho làn da cái lớp keratin, tức lớp sừng phải dày. Thì để cái này nó tự nó bảo vệ được thằng này rồi thì cái thằng này không cần phải tăng sinh nữa. Não bộ của chúng ta sẽ không cần phải điều động nó nữa. Tất cả mọi hoạt động này nó đều do não bộ của chúng ta chỉ thị và điều động nó lên. Được không? Mọi người hiểu không? Bởi vì tại sao não bộ của chúng ta lại điều động nó? Các tế bào non yếu ở trong này, khi mà nó bị UV cực tím xâm hại vào đây, thì bắt đầu nó sẽ phát ra một tín hiệu cầu cứu đối với não bộ. Và bắt đầu não bộ nhận được tín hiệu cầu cứu của các tế bào non yếu này, thì bắt đầu lại điều động cái melanin này tăng sinh lên ở cái lớp biểu bì này để thay cho biểu bì bảo vệ những cái thằng này. Nhưng nếu như chúng ta chỉ tập trung loại bỏ nó mà không tập trung đi xây mới để tạo ra cho cái lớp sừng này dày lên, thì cái làn da của chúng ta chỉ hết nám tạm thời thôi. Ok chưa nào các chị em? Ok. Chưa? Yes. Vậy thì cái cơ chế điều trị nám của Kuderma chúng ta đó là gì? Có 3 thứ. Chúng ta tập trung cho 3 thứ để mà điều trị được nám. Cái thứ nhất, tất cả những cái thằng melanin mà nó đã có sẵn ở trên bề mặt da, thì sản phẩm của chúng ta sẽ băm nhỏ những cái mảng melanin nó đã liên kết thành từng mảng đó rồi, trở thành những cái tế bào siêu nhỏ, và bắt đầu nó sẽ được đẩy dần lên bề mặt da và nó sẽ bay đi cùng với da chết. Được chưa? Đó là nguyên tắc thứ nhất trong điều trị nám của chúng ta. Đấy là điều trị những cái thành phần melanin đã có sẵn. Ok chưa nào? Rồi, đồng thời chúng ta sẽ có thêm một cái cơ chế song song diễn ra nữa. Đó là vừa loại bỏ melanin đi, nhưng chúng ta sẽ giúp tăng sinh những cái lượng tế bào khỏe ở trong này này. Tức là những tế bào già nua ở trong này mình sẽ kích thích để cho nó hoạt động một cách mạnh mẽ trở lại. Nó sẽ làm trẻ hóa tế bào già nua này, và khi tế bào khỏe mạnh nó được tăng nhiều, chị em để ý mic một chút nha, các tế bào già nua này mà nó được tăng sinh một cách nhiều, thúc đẩy nó hoạt động một cách mạnh mẽ, thì đồng nghĩa với cái việc là quá trình trao đổi khí chất ở bên trong da của chúng ta, tức là những cái tầng bên trong ấy, nó diễn ra một cách rất là mạnh mẽ, và nó sản sinh ra được những cái tế bào tự thân, các cái tế bào gốc tự thân. Tế bào gốc tự thân là gì? Đó là khi một tế bào ban đầu này nó bóc tách để nó sản sinh thành hai tế bào mới, thì cái quá trình đấy nó sẽ sinh ra một lượng tế bào gốc tự thân, nó sẽ tương thích khoảng tầm trên 90% so với cái tế bào gốc mà chúng ta đang đưa vào á, tế bào gốc đỏ và tế bào gốc trị nám của chúng ta á. Các bạn hiểu không? Đó. Sẽ tương đương với các cái dinh dưỡng có trong tế bào gốc đó của chúng ta. Và cái tế bào gốc tự thân đó nó lại nuôi cho tế bào ở trong da, nó lại khỏe mạnh nhiều hơn nữa, nó lại hoạt động nhiều hơn nữa. Hoạt động nhiều thì nó lại làm cho cái chu kỳ tăng sinh tế bào nó lại càng diễn ra càng nhiều, sinh đẻ tế bào nó lại càng sinh ra càng nhiều. Được chưa? Tế bào mới liên tục nó được kích hoạt tăng lên càng nhiều, thì đồng nghĩa với cái việc là tế bào tự thân nó lại càng tăng lên càng nhiều, tế bào gốc tự thân. Rồi HA tự thân nó lại tăng sinh lên càng nhiều. T
peptide, tức là peptide là những cái thành phần quan trọng mà nó quyết định cái làn da có căng bóng hay không, có trắng sáng hay không á. Các bạn hiểu không? Nó lại càng tăng sinh lên càng nhiều và nó lại khiến cho một cái vòng tròn khép kín như vậy liên tục được diễn ra và cái lớp sừng này của chúng ta này, thay vì 1 tháng 28 đến 30 ngày hoặc 35 ngày nó mới diễn ra một cái chu kỳ thay da sinh học, thì lúc đấy nó chỉ cần 7 ngày, 10 ngày, 14 ngày nó đã lại gì ạ? Thay da sinh học một lần rồi. Nên cái lớp sừng này liên tục được tế bào khỏe ở dưới này nó gì? Nó được tức là cái quá trình thay da sinh học nó không phải là 28 ngày nữa, không phải là 30 ngày nữa, cũng không phải là 35 ngày nữa, mà lúc đấy nó rút ngắn hơn rất là nhiều. Nên cái lớp sừng này nó sẽ càng ngày càng dày lên. Cái lớp cái lớp keratin ấy, cái lớp mà bảo vệ được, cái lớp áo bảo vệ cho những cái tế bào non ở trong này này, cho ba cái lớp ở trong này này, nó sẽ được tái sinh, nó sẽ được càng ngày càng dày lên và nó tự động để nó ngăn chặn UV cực tím, các cái tác nhân gây hại từ môi trường, và nó tự bảo vệ được cho những lớp tế bào non yếu này mà nó không cần phải melanin tăng sinh lên nữa. Mọi người hiểu chưa? Hiểu không ạ? Có hiểu không? Tôi nói rất chậm luôn các chị em. Nói rất chậm luôn. Hiểu ạ. Rồi. Hiểu sếp ạ. Lúc đấy có những làn da chỉ có 7 ngày thôi, nó đã có chu kỳ thay da mới, nó đã lên rồi, chu kỳ sinh học rồi. Có da thì 10 ngày, có da 14 ngày. Được chưa? Chứ không phải là 28 ngày, không phải là 30 ngày, cũng không phải là 35 ngày nữa. Bởi vì cứ 28 đến 35 ngày mới có một cái chu kỳ những cái tế bào keratin được hình thành á. Thì nó lâu và nó cái này chưa biết bao giờ nó mới dày lên được cả, các bạn hiểu không? Nhưng mà chỉ cần 10-14 ngày gì đấy đã có một cái chu kỳ tái tạo da lên đây rồi, thì đồng nghĩa với cái việc lớp keratin này nó càng ngày nó càng dày nhanh, nó càng dày lên nhanh, thì đồng nghĩa với biểu bì của chúng ta nó mới dày nhanh, cái lớp sừng này dày nhanh thì nó mới tự bảo vệ được cái này. Được chưa? Các chị em hiểu chưa? Còn những phương pháp nếu như đi vào mà nó không phải là nuôi dưỡng từ bên trong theo kiểu đó, mà nó chỉ là bào mòn đi cái lớp melanin bên ngoài mà mắt chúng ta đang nhìn thấy, xong lại tiếp tục lấy đi thêm một lớp nữa, rồi tiếp tục lôi ra, bào mòn thêm một lớp nữa, thì nó càng ngày nó làm cho cái thằng keratin này này nó càng mỏng đi, đã mỏng đi rồi, đã yếu rồi thì lại càng mỏng đi tiếp nữa, thì làm sao mà ngăn cản được UV cực tím xâm nhập vào đây, các bạn hiểu không? Mà ở dưới này thì nó lại có cái thằng tế bào melanocyte, tức là tế bào hắc sắc tố, tế bào mà nó quyết định để sản sinh ra melanin, nó nằm ở dưới này cơ. Khi UV cực tím nó đi xuyên qua đây, thằng này không bảo vệ được rồi, UV cực tím nó cứ thế đi thẳng vào trong này như là nhà không có chủ á, nhà không có cửa, không có cửa canh á, các bạn hiểu không? Nó cứ thế nó đi thẳng vào đây thì nó sẽ kích hoạt với cái thằng melanocyte ở trong này, tức là tế bào hắc sắc tố gốc rễ, và nó khiến cho thằng này bắt đầu gì? Bùng lên thì có nghĩa là nám mới được sinh lên, các bạn hiểu không? Bạn hiểu không? Và nó lại đen trở lại. Ok chưa? Đã hiểu chưa? Rồi, chưa dừng lại ở đó, sản phẩm chúng ta cần phải có thêm một quá trình nữa để đảm bảo melanin, tại sao nó không nám, tại sao không hình thành trở lại? Bởi vì sao? Nó sẽ có những cái thành phần quan trọng như là tranexamic acid kết hợp với gì ạ? Kết hợp với niacinamide, rồi glutathione, HA vân vân. Nó khiến cho gì ạ? Ngăn chặn cái thông tin của cái phản ứng đầu tiên sản sinh ra melanin không được tạo ra. Tức là để mà tạo ra được cái tế bào melanin, tức là tế bào nám mà đi từ dưới này đi lên bề mặt da ấy, nó sẽ trải qua một chuỗi phản ứng gồm nhiều phản ứng khác nhau. Thì những cái thành phần trong sản phẩm của chúng ta nó ngăn chặn gì ạ? Ngắt mạch thông tin liên lạc giữa cái phản ứng đầu tiên nó không được xảy ra. Phản ứng đầu tiên không được xảy ra thì đồng nghĩa với cái việc gì ạ? Những cái phản ứng tiếp theo nó không được tạo ra, thì đồng nghĩa với việc là tế bào nám mới không được sinh ra. Ok chưa các chị em? Có ba nguyên nhân ở trong đó, có ba
quá trình ở trong đó để mà quyết định một làn da hoàn toàn da khỏe, sạch nám, ok, mà không phải bị quay trở lại. Cái thứ ba chưa hiểu à? Cái thứ ba hiểu không cả nhà? Dễ hiểu mà. Hiểu không? Ok, rồi nói lại cái thứ ba này. Giám đốc Võ Minh đang hỗ trợ các chị em lo lắng các chị em không hiểu. Nên giám đốc Võ Minh bảo chị ơi dạy lại thêm lần nữa đi, em nghe em phê lắm nhưng mà em muốn học kỹ hơn nữa để em giúp cho các chị em. Đó, thôi thì chúng ta chiều giám đốc Võ Minh một chút nha. Và trên thực tế ở đây có nhiều người muốn nói đâu câu đấy lắm đúng không? Cảm ơn giám đốc Võ Minh. Ok. Cảm ơn Võ Minh đã nói hộ. Tuyệt vời. Nào bắt đầu này. Cơ chế thứ ba, tại sao melanin, tức là tại sao tế bào gốc, tế bào nám mới không được hình thành, tế bào nám mới không quay trở lại, tức là tại sao nám không quay trở lại, thì nó được giải thích như sau. Ở trong này của chúng ta có rất nhiều thành phần quan trọng, ví dụ như niacinamide, rồi chanesamic acid, rồi là HA này, rồi glutathione này. Một cái rất là hay ở glutathione, lát nữa Thiên Lý chia sẻ. Các bạn cứ tạm thời hiểu như vậy đi. Có những cái thành phần đó nó sẽ gì khiến cho, đặc biệt là cái thành phần chanesamic acid nha, nó sẽ khiến niacinamide cũng vậy, chanesamic acid cũng vậy, nó sẽ làm cho cái phản ứng đầu tiên để mà sản sinh ra tế bào nám này này nó không được hình thành. Tức là bạn hiểu này, bạn muốn đi từ đây ra Hà Nội, mà tôi muốn đi từ nhà tôi ra Hà Nội chỉ có con đường duy nhất phải đi qua Eco Park thì mới đi ra Hà Nội thôi. Vậy thì tôi không đi qua Eco Park thì chắc chắn tôi sẽ không thể nào đến được Hà Nội. Các bạn hiểu không? Để đi đến được Hà Nội, nó ví dụ nó sẽ chia ra làm 3 chặng đường. Tôi phải đi từ đây đến Eco Park, rồi tôi phải đi từ Eco Park ra đến Aeon, tức là siêu thị Aeon, rồi từ Aeon nó mới đến Hà Nội. Nhưng nếu tôi không đi từ đây qua Eco Park thì tôi sẽ không thể nào đi qua Aeon để đến Hà Nội được. Bạn hình dung chưa? Thì ở đây tương tự cũng vậy. Để mà có được một cái để có được cái hình thành nám quay trở lại thì đồng nghĩa với việc phải có cái phản ứng đầu tiên tạo POTA này. Cái phản ứng này á, các bạn không cần quan tâm đến ngôn từ chuyên ngành đâu. Các bạn hãy hình dung là cái phản ứng đầu tiên nó sẽ bị như cản trở bởi những cái thành phần như là niacinamide, chanesamic acid, nó khiến cho cái việc là thông tin liên lạc giữa cái POTA và một cái enzyme quan trọng để mà kích thích vào để sản sinh ra cái melanin nó không được gặp nhau. Hai cái đó nó không được gặp nhau thì nó sẽ không tạo ra cái phản ứng đầu tiên. Bạn hiểu không? Giống như tôi không đi qua Eco Park thì tôi sẽ không ra được Aeon ấy. Các bạn hiểu không? Đó. Vậy thì cái phản ứng đầu tiên không được xảy ra do nó bị ngắt mạch cảm xúc, ngắt mạch thông tin. Và nó khiến cho không có tế bào nám mới được hình thành là nhờ những cái thành phần đó. Ok chưa nào các chị em? Có 3 quá trình diễn ra. Một là loại bỏ tế bào nám đã hình thành bằng cách băm nhỏ nó rồi đẩy nó dần lên bề mặt da và nó sẽ bay đi theo tế bào chết của mình. Được chưa? Hoặc nếu nhanh hơn nữa đó là chúng ta đưa vào ứng dụng vi kim sinh học là như vậy á. Không chờ đến lúc tế bào chết sinh ra nó tự bay đi để mà nó mang melanin trên bề mặt da, tức là mang tế bào nám này trên bề mặt da bay đi, mà chúng ta đưa cái phương pháp vi kim sinh học vào và chúng ta làm cho tế bào chết này nó bay đi một cách nhanh hơn. Và đồng thời với cái việc mà chúng ta cấy meso vào thì nó khiến cho cái tế bào chết nó sinh ra càng nhanh hơn, thì nó loại bỏ theo về cái tế bào nám đó nhanh hơn. Được chưa các chị em? Hiểu không? Đấy là cái gì? Quá trình 1. Quá trình 2 đó là gì? Quá trình 2 là nó sẽ tăng, nó cung cấp một cái lượng dinh dưỡng rất là lớn để mà nó giúp cho tế bào của chúng ta, những cái tế bào già nua. Những cái tế bào già nua là tế bào gì? Nó không hoạt động ấy các chị em. Hiểu không? Nó không hoạt động và nó khiến cho collagen và elastin nó bị đứt gãy á. Đấy. Thì
bắt đầu nó sẽ khiến cho những cái tế bào già nua đó nó được kích hoạt, nó được trẻ hóa, nó được hoạt động một cách sôi nổi trở lại. Và nó sẽ khiến cho quá trình trao đổi khí, trao đổi chất nó diễn ra một cách cực kỳ linh hoạt, sôi động ở bên trong da của chúng ta. Và nó tăng sinh rất là nhiều các cái tế bào gốc tự thân, rồi tăng sinh rất là nhiều các cái thành phần quan trọng mà bình thường để mà nó tự tăng sinh thì nó khó lắm. Nó nhờ tế bào nó càng sản sinh ra nhiều, nó nhờ tế bào hoạt động trẻ hóa là lên sôi nổi thì nó mới sinh được, nó sinh sản ra mới được. Đó là HA, đó là collagen, đó, đó là peptide, đó, những cái thành phần quan trọng để quyết định cái làn da có căng bóng hay không, có đẹp hay không là như vậy á. Được không? Các bạn hiểu không? Đó. Ok, nói này mà không hiểu nữa thôi á, bởi vì dạy như dạy mẫu giáo rồi. Thật. Ok. Hiểu rồi. Quá trình thứ ba nữa là đó là quá trình ngắt mạch thông tin của phản ứng đầu tiên, khiến cho phản ứng đầu tiên không được diễn ra, nên nó sẽ không có tế bào melanin mới được sinh ra, hay còn gọi là không có tế bào nám mới được sinh ra. Ok chưa? Nên đó là vì ba cơ chế đó, ba quá trình đó nó được diễn ra nhờ cái sản phẩm của chúng ta, nên nó khiến này melanin mất đi, nhưng đồng thời collagen, elastin và gì các sợi protein như là keratin nó được tái tạo, đúng không? Có đúng với cái công thức lúc nãy ban đầu mà chúng ta nói da muốn đẹp phải khỏe, mà da muốn khỏe thì phải có nhiều độ ẩm, phải có nhiều gì sợi protein nó phải được sinh ra, đúng không? Collagen, elastin, keratin nó phải được sinh sản sinh mới ra, đúng không? Có đúng chưa? Đúng. Bạn nhớ chưa? Đúng. HA, peptide là những thành phần nó quyết định hàm lượng nước ở trong da của chúng ta rất là lớn. Tức là thành phần HA này, thành phần peptide này, glutathione này, rồi là các cái dưỡng chất từ 16 loại acid amin này, là những cái thứ mà nó quyết định là hàm lượng nước ở trong da chúng ta, độ ẩm ở trong da chúng ta lúc nào cũng được giàu lên là như vậy á. Nó không bị bay hơi đi, nó không bị bốc hơi đi quá nhiều, nó không bị mất nước, mất độ ẩm đi quá nhiều, là nhờ vào cái chuỗi 16 loại acid amin cũng như là 7 loại vitamin mà cần thiết. 7 loại vitamin ở đây thì chúng ta sẽ có vitamin B1, vitamin B2, vitamin B3, vitamin B5, vitamin B6, vitamin B8, vitamin B9. Đồng thời cả 7 loại đó cùng trong cái sản phẩm này luôn đó các chị em. Hiếm có một sản phẩm nào mà có cả 7 loại vitamin cùng trong một cái sản phẩm như thế này lắm. Và hiếm có một sản phẩm nào mà có cả 16 loại acid amin hữu cơ thiết yếu có trong một cái sản phẩm như thế này. Mà cũng đồng thời hiếm có một sản phẩm như thế này có thể tự tạo ra được glutathione tự thân. Glutathione tự thân nha. Thì bắt đầu này chuyển sang cái phần này rất quan trọng này. Các chị em chủ spa, ai là chủ spa nghe rõ cái phần này này, để biết được tại sao mọi người cứ tưởng glutathione là tốt, mọi người cứ tưởng là sản phẩm nào cứ có glutathione nhiều là tốt. Nhưng mà nó tốt, vì sao nó tốt thì hãy lắng nghe đoạn này này. Ok, sẵn sàng chưa? Bắt đầu chưa? Minh ơi, tại sao ở cái này chị lại có cái này ta? Thế nào ơi, con xem cửa làm chưa nóng đấy. Trên này có không? Đã kết thúc rồi á? Video kết thúc rồi á? Ok. Được chưa các chị em? Được chưa? Rồi. Bao nhiêu số các chị em đang rất là tập trung cho phần này? Tôi. Ok. Glutathione là một thành phần vàng rất quý hiếm, đương nhiên. Nó làm cho làn da của chúng ta trắng sáng, nó làm cho làn da của chúng ta gì giàu dinh dưỡng và khỏe lên rất là nhiều, tổng hợp collagen vân vân. Đấy, đấy là những cái tác dụng của glutathione. Vậy thì glutathione nếu như nó hoàn toàn đưa từ ngoài vào thì nó có cái gì hạn chế ở đây? Được trả lời như sau. Bạn hiểu này. Em ơi để ý mic nha. Các chị em để ý mic nha.
Thứ nhất, glutathione trong cơ thể của chúng ta ấy, đưa từ ngoài, tức là cái hàm lượng glutathione cơ thể chúng ta cần thì nó quyết định bởi glutathione tự sinh ra, tự chiếm đến 80%. Các trẻ em để ý mic nha. Mọi người để ý mic một chút đi để là đừng làm gián đoạn người khác. Rồi. Xem mình tắt hết mic. Không, không muốn tắt hết mic để mọi người tương tác cho nó, không phải cho nó học, cho nó nhanh vào. Bởi vì toàn kiến thức chuyên môn rồi. Đó. Ok, này, nghe này. Cái hàm lượng mà mỗi một ngày glutathione hoặc cơ thể của chúng ta cần đến á, thì nó chỉ chiếm 20% là ở ngoài đưa vào thôi. Còn tự thân của chúng ta phải sản sinh ra được 80%. Thế nhưng khi mà cơ thể của chúng ta ngày càng lớn tuổi đi thì gan của chúng ta bắt đầu gì ạ? Chức năng gan bắt đầu càng giảm. Mà gan là nơi sản sinh ra glutathione. Được chưa? Chức năng gan giảm đồng nghĩa với cái việc là khả năng sản sinh glutathione càng giảm và thậm chí là không có. Đấy. Vậy thì nếu như chúng ta đưa glutathione từ ngoài vào á, glutathione ở tự nhiên á, nó có một cái hạn chế, đó là phân tử của nó rất là to. Phân tử á, phân tử tức là cái độ lớn phân tử của nó to, nó khiến cho cái khả năng mà cơ thể của chúng ta hấp thụ nó kém. Tức là ví dụ chúng ta uống một ly glutathione thì ví dụ vậy, nó hấp thụ vào thực tế ra là không đáng bao nhiêu cả, nó không quá nhiều đâu các bạn. Bởi vì thường là glutathione từ ngoài mà chúng ta làm sẵn á, nó chỉ chiếm có 20% thôi, được không? Thì trong cái sản phẩm này chúng ta nó có 3 thành phần quan trọng. Để mà khi 3 thành phần này nó có trong cái sản phẩm này, nó đi vào trong cơ thể của chúng ta với cái điều kiện môi trường tương thích hợp từ cơ thể của mình bên trong, nó sẽ tổng hợp ra glutathione tự thân. Được chưa? Nó sẽ giúp gan của mình á, bổ trợ cho gan của mình 3 thành phần đó để mà nó tự sản sinh ra glutathione tự thân. Vậy thì 3 thành phần đó là 3 thành phần nằm trong 16 loại acid amin. Thì ở đây nó sẽ có là glycerin. Cái thứ hai đó là âm đen. Cái thứ hai, đầu tiên là glycerin, cái thứ hai là cysteine. Cysteine nha, cysteine, glycerin, cysteine. Một cái thành phần thứ ba nữa, mà phải có 3 thành phần này tác động với nhau thì nó mới sản sinh được glutathione tự thân. Đó là gì? Glutamin. Ok chưa? Glutamin, glycerin và cysteine, 3 thành phần trong 16 hoạt chất acid amin có sẵn ở trong cái tế bào gốc này của chúng ta, cũng như là ở trong tế bào gốc đỏ của chúng ta ấy, cũng như là ở trong collagen uống của chúng ta ấy. 3 thành phần glycerin, được chưa? Glutamine và cysteine. Đó, khi 3 thành phần này gặp nhau, nó sẽ sản sinh ra một cái phản ứng, đó là tạo ra glutathione tự thân ngay ở trong cơ thể của mình. Được không nào? Các chị em, còn nếu như chúng ta uống từ ngoài vào hoặc chúng ta bôi thôi thì chủ yếu là gì? Nó sẽ trôi đi theo đường rửa mặt của chúng ta là chính, và nó sẽ trôi đi theo đường nước tiểu của chúng ta là chính, chứ nó không hấp thụ được vào trong cơ thể của mình đáng là bao nhiêu cả. Được không? Mọi người có hiểu không? Nên đừng bao giờ mù quáng nghe là gì ạ? Cái thương hiệu này bán cái gọi là viên uống glutathione mấy nghìn mg rồi 10.000 mg hay là cái gì, không hấp thụ được đâu, uống vào xong lại đi tiểu ra hết à? Mọi người có hiểu không? Mà cái hàm lượng đưa vào nó chỉ quyết định có 20% cái hàm lượng mà cơ thể chúng ta cần thôi, đưa từ ngoài vào ấy. Còn gan của chúng ta phải sản sinh ra được 80% thì nó mới bù đắp được cái lượng mà chúng ta cần thiết. Được chưa? Vậy thì ba cái thành phần này ở trong cái sản phẩm này của chúng ta có, khi chúng ta đưa vào trong da của mình,
nó sẽ tương thích với mọi cái điều kiện ở đó, tức là nó sẽ thẩm thấu vào mạch máu của chúng ta, nó sẽ đi thẳng vào gan và giúp gan của mình bắt đầu gì, nó sẽ sản sinh ra glutathione tự thân và nó nuôi dưỡng tế bào của chúng ta luôn, nó cung cấp dinh dưỡng thức ăn cho tế bào của chúng ta luôn và nó khiến cho tế bào của chúng ta ngày càng trẻ hóa là như vậy á, trắng sáng lên là như vậy á. Mọi người có hiểu không? Hiểu không? Hiểu ạ. Yeah. Ok. Các bạn thật là tuyệt vời. Ok, dành cho tất cả chúng ta một tay thật lớn nào. Vì ở đây toàn chuyên gia. Ok, rồi, hãy comment ở dưới này một hãy comment ở dưới này và nói với chính mình rằng, nói với đồng đội của mình ở trong Zoom rằng chúng ta là chuyên gia vật liệu xuất sắc. Hãy comment và nói là chúng ta là chuyên gia da liệu xuất sắc nào. Các bạn nào đang ở trên livestream các bạn hãy nói tôi cũng là chuyên gia da liệu xuất sắc. Ok. Tôi mong muốn là chuyên gia da liễu xuất sắc ạ. À. Không phải mong muốn nha. Ở đây chả mong muốn gì cả. Bạn ngồi đây bạn chăm chỉ. Tôi là chuyên gia da liễu xuất sắc. Đúng rồi. Bạn tôi không là chuyên gia da liễu xuất sắc. Chính xác. Tôi là chuyên gia da liễu xuất sắc. Tuyệt vời. Bạn mong muốn có nghĩa là điều này chưa xuất hiện nhưng điều này đã xảy ra rồi mà. Đúng không? Bây giờ nhiệm vụ là chăm chỉ ngồi nghe, lắng nghe và học một cách gì hăng say để trở thành chuyên gia da liễu xuất sắc thôi. Được chưa? Ok chưa cả nhà? Rồi, được chưa? Được rồi ạ. Dạ. Có hay không? Hỏi thật lòng. Là chuyên gia da liễu xuất sắc. Rất tuyệt vời. Rất tuyệt vời ạ. Rất tuyệt vời. Chắc chắn chưa? Chắc chắn chưa? Rất hay. Chắn rồi. Quá tuyệt vời. Nếu như các bạn cảm thấy đây là những kiến thức tuyệt vời, hãy comment ở dưới này là tôi rất là biết ơn điều này nào, hay biết ơn điều này nào. Tôi rất biết ơn buổi tối ngày hôm nay, hay biết ơn buổi tối ngày hôm nay. Bạn biết ơn ngày hôm nay. Ok, hãy comment tôi rất biết ơn buổi tối ngày hôm nay, được không? Ok, bởi vì buổi tối ngày hôm nay bạn biết ơn chồng bạn, con bạn, những cái thứ mà bạn sắp xếp đi để bạn xuất hiện trong Zoom này. Bạn biết ơn leader của bạn đã gửi cho bạn cái đường link này. Và bạn có thể biết ơn tôi bởi vì tôi dành tất cả những cái kinh nghiệm của mình tôi trao tới các bạn. Đúng không? Ok, yes. Ngọc, rồi, tuyệt vời. Ok. Tuyệt vời các chị em. Rồi, bạn biết vì sao glutathione được đầy đủ nhờ cái sản phẩm của chúng ta chưa? Nó không phải chỉ đưa ở bên ngoài mà nó kích thích còn giúp cho gan của chúng ta, nó tốt cho cả gan luôn các bạn nha. Khi mà chúng ta sử dụng những cái sản phẩm này còn tốt cho những tế bào cơ quan bên trong của chúng ta luôn. Bởi vì tất cả thành phần ở trong sản phẩm của chúng ta là cái thành phần để sản xuất ra thực phẩm chức năng, sản xuất ra những cái thành phần để uống được, ăn được. Nó sản xuất ra thức ăn, được chưa? Chứ không phải chỉ là sản xuất bôi đâu. Bởi vì có những sản phẩm bôi được nhưng sẽ không uống được, không ăn được. Nhưng đã là sản phẩm ăn được, uống được thì 100% đương nhiên là an toàn để bôi được. Được không cả nhà? Nó minh võ ơi, đừng ngờ ấy như vậy, nó minh võ ơi. Để mọi người tự ghi, mọi người dễ hiểu hơn. Ok chưa nào? Đúng không các chị em? Hiểu chưa? Hiểu ạ. Biết để nói với khách hàng chưa? Chị ơi, tại sao sản phẩm này của chúng tôi lại có thể meso được chưa? Rồi, quay trở lại một điều rất quan trọng lúc nãy tôi có nói này. Có 3 thứ các bạn cần phải nhớ, đó là 3 loại sản phẩm trên thị trường. Một là chỉ có loại sản phẩm làm khỏe da thôi. Thì đối với những cái làn da ở châu Âu, đối với những cái làn da ở các nước như là Hàn Quốc, Nhật Bản thì nó phù hợp. Bởi vì làn da Việt Nam của chúng ta chủ yếu là da nát, da bị độc tố, da bị bệnh lý, đúng không các chị em? Đúng không? Rất đúng ạ. Yes. Vậy thì nếu như chỉ khỏe thôi, chỉ làm cho tế bào khỏe thôi, thì những cái vấn đề như là nám này, rồi tàn nhang này, rồi là những cái làn da mà nó bị đề nghị các chị em hãy để ý mic dùm nha. Đó, những cái làn da như vậy nó sẽ không có hiệu quả, các bạn hiểu không? Tại sao có nhiều người bảo tôi dùng SK2, tôi dùng một số các sản phẩm này, sản phẩm kia mà bao nhiêu năm tại sao da của tôi vẫn không hết nám, không giảm nám, không đẹp lên được. Nó cứ đều đều như vậy, nó không có già đi nhưng nó cũng không có trẻ lên. Bởi vì trên thực tế cái đó chỉ cung cấp da của bạn khỏe thôi, đúng không?
Và cái dinh dưỡng đó nó chỉ lấy để đủ để nuôi hàng ngày chúng, cơ thể của chúng ta cần và da của tế bào của chúng ta cần là đã là tốt lắm rồi. Được chưa? Nên nó không đẹp, không trắng lên, nhưng nó cũng không gì, nó không bị xấu đi, được không? Đấy là một dạng. Cái dạng thứ hai đó là tập trung để tạo ra những cái sản phẩm có khả năng làm trắng nhanh, nhưng lại không muốn bỏ ra quá nhiều tiền cho cái việc đầu tư vào chất lượng sản phẩm, chi phí. Được chưa? Nên là thành ra sử dụng những cái thành phần nó có khả năng làm trắng nhưng nó lại bào mòn da. Được không nào? Bào mòn da. Nó khiến cho các cái biểu bì ở bên ngoài ngày càng bào mòn đi và nó để lộ ra cái lớp da non. Nên chúng ta tưởng da nó trắng, tưởng là da nó hết nám. Nhưng sau khi mà bào mòn đi thì nó mất đi cái lớp áo rồi thì nó lại tiếp tục sinh ra mới. Được chưa? Melanin nó lại sinh ra mới, tế bào nám nó lại sinh ra mới, nên nám quay trở lại là như vậy. Và nó chỉ giải quyết được tạm thời thôi. Và cái quan trọng lớn nữa đây này, nếu sử dụng những sản phẩm đấy này, đó là những cái thành phần hoạt chất hóa học mà có khả năng bào mòn da đó, nó sẽ thấm vào trong da của chúng ta, nó thấm vào trong cơ thể của chúng ta, đi vào nhưng không có lối đi ra. Mọi người hiểu không? Và những cái thành phần đó nó khiến cho các tế bào của mình nó bị ảnh hưởng, nó sẽ bị gì, làm giảm đi cái hệ miễn dịch của da, hệ miễn dịch nhá, tức là khả năng kháng cự, khả năng bảo vệ da nó bị giảm đi, và nó khiến cho các tế bào ngày càng bị tê liệt, ngày càng bị suy yếu, ngày càng bị già nua, ngày càng bị lão hóa. Và khi tế bào già nua lão hóa thì đồng nghĩa với cái việc là tế bào nó không hoạt động nữa. Các bạn hình dung bà già với ông già ấy, các ông bà già của chúng ta ấy có muốn đi ra nhảy aerobic hoặc là nhảy cha 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 không cả nhà? Không, đúng không? Yes. Thì tế bào già nua chính là như các bạn hình dung như là các ông bà mình á, nên nó không có muốn hoạt động và nó càng ngày càng gì rù rờ và cái da của mình nó càng chảy nhão ra là như vậy, nó khiến cho collagen elastin bắt đầu gì đứt gãy dần và da nó chảy nhão đi, được không? Nó lão hóa đi và thậm chí nó sản sinh ra nào là mụn này, rồi những cái dấu hiệu lão hóa da khác kèm theo nữa khi mà hệ miễn dịch đi xuống. Ok chưa các chị em? Chứ không phải mỗi mình nám đâu nhá. Rồi ok chưa? Hiểu đoạn này chưa? Bao nhiêu số? Okay. Hiểu rồi ạ. Hiểu, không buồn ngủ và vẫn còn rất tỉnh táo ở đây. Hãy comment ở dưới này là em vẫn rất tỉnh lắm nào, em tỉnh lắm nào. Hãy comment em đang tỉnh lắm. Mai Thảo hay quá, em tỉnh lắm. À, vì thấy các bạn không biết là có phải là do tôi sinh, do tôi dạy hay nên các bạn đang bị thôi miên không? Và thấy im lìm lắm. Ok, hiểu rồi đó. Cười là hiểu rồi đó. Hôm nay sắp cho hết đi năng lượng quá. Sếp ơi. Dạ. Em hỏi một chút đã. À, hỏi đi Toàn ơi. Em muốn thắc mắc một chút như này thôi, thì là những cái mà tên chuyên môn của các chất kia ấy, thì em khẳng định là ngồi đây có rất nhiều anh chị em sẽ phải tìm hiểu thêm. À. Và em chỉ có thắc mắc hỏi một chút thôi ạ. Em có thể tránh xa cái quạt của em đi một tí không? Dạ. Em có thể tránh xa cái quạt của em đi một tí không? Em không dùng quạt, em khác dùng, em không dùng Toàn nữa. Mic của Đặng Ngọc đấy, Đặng Ngọc. Em không dùng ạ. À thế à, cái bạn nào đấy tắt mic đi cái nó bụp phụp 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 quá. Rồi ok tắt rồi Toàn. Đấy. Tắt rồi. Tức là ngày trước em học ấy, thì em biết là cấu tạo của da lớp biểu bì có 5 lớp. Ừ. Lớp sừng. Theo thứ tự từ ngoài vào trong nhá. Ừ. Lớp sừng, lớp bóng, lớp hạt, lớp gai và lớp đáy, đúng không ạ? Ừ. Thì em chỉ hỏi một chút thôi, là ví dụ là chúng ta đang nói về chữa nám rất nhiều. Ừ. Và giả sử như mà đây cá nhân em với cả một vài bạn nam, một bạn nữ ở đây. À. Thì cái hình thành mà sẹo rỗ ấy thì nó ở, à. Lúc ấy là sếp đang nói rất nhiều về chị nám. À. Thì bây giờ là chị gọi là sẹo rỗ hoặc là chị bị mụn ấy. Thì chúng ta sẹo rỗ và mụn hả? Sẹo rỗ và mụn hả? À ok. Dạ. Nói đi. Nám thì ok rồi ạ. Nám thì chủ yếu nó ở lớp sừng và cái lớp chủ yếu là từ lớp hạt ra thôi. Còn No. À quên, lớp đáy rồi nha, xin lỗi. Thế thì câu chuyện trung bì cơ mà, nám từ trung bì cơ mà. Ừ. Vâng.
cái câu chuyện ở đây thì lớp thì có da thì có ba lớp rồi, biểu bì, trung bì và lớp dưới da rồi. Đấy thì câu chuyện là bây giờ giả sử như bọn em là nam giới, vì bọn em chơi rất nhiều, anh em bị dỗ xong người ta bảo là bây giờ là chơi yêu thứ thì cái này nó chữa cái gì, yêu thứ ở lớp nào, cái câu chuyện là chuyên môn một chút thôi. Thì hôm nay mượn cái vấn đề chuyên môn thì em hỏi một chút. Ở cái chỗ là giả sử như mà ví dụ như người ta hỏi là thế bây giờ là chữa sẹo yêu thứ thì nó ở lớp nào, yêu thứ rồi nó thẩm thấu như nào, nó chữa như thế nào, đúng không? Não của chị em thì em nghĩ khả năng chữa dễ với cả sản phẩm của mình, nhưng mà với cả cái vấn đề mà bị mụn, bị dỗ. Toàn ơi ok, cảm ơn câu hỏi của em, chị hiểu rồi. Có một điều như này này, chị mong muốn mọi người sẽ, tại sao cái banner ngày hôm nay lại trở thành chuyên gia điều trị nám? Nếu như cái gì chúng ta chỉ hiểu ở đâu đó một phần nào đấy mà không phải là 100%, chắc chắn luôn các bạn sẽ rất là khó để giúp được khách hàng. Muốn đi nhanh hay đi từ từ, được không? Có một câu nói như vậy. Yes. Nếu như các bạn thích, tối ngày mai tôi sẽ dành thời gian để dạy về một chương trình điều trị sẹo lõm cũng như là mụn để các bạn hiểu sâu hơn, cũng từ sản phẩm của chúng ta. Còn ngày hôm nay tôi không mong muốn mục tiêu của các bạn sẽ bị đi ra quá nhiều hướng. Em sorry sếp ạ, tại vì em không nhớ cái banner, tại vì là đang thắc mắc một chút vì bạn em đang comment trong trang của em. Okay. Em cũng đang làm cái vấn đề là đăng trang của cá nhân của em. Yes. Chị thông qua cái câu hỏi của Toàn, chị chỉ trả lời một câu này thôi. Nếu như có bạn em đang xem cái livestream này thì bạn em cũng sẽ có câu trả lời, tức là ở đây cái sản phẩm của mình để điều trị nám được, nó phải giúp tăng sinh rất là nhiều cái tế bào mới, đúng không? Nó sẽ tăng sinh ra rất là nhiều HA cho da, tăng sinh rất là nhiều peptide cho da, tăng sinh rất là nhiều collagen, elastin, keratin cho da, đúng không? Mà tất cả những cái đó đấy chính là tế bào, là da, là thịt của mình. Mà khi nó tăng sinh thì đồng nghĩa với những cái khoảng không ở bên trong nó sẽ được đầy lên dần, trồng lên dần. Và đó cũng là cơ chế lý do tại sao sản phẩm này nói là điều trị nám, nhưng nếu như ai đó có sẹo lõm nó cũng sẽ đầy lên, lỗ chân lông to nó cũng sẽ đầy lên. Còn nếu như là mụn thì mình chỉ cần sử dụng kèm thêm với một cái tuyếp điều trị mụn của mình, kết hợp thay vì tế bào gốc điều trị nám, mình sử dụng tế bào gốc đỏ nó sẽ nhanh hơn. Được chưa? Yes. Nó rất đơn giản như vậy thôi. Nhá. Sẹo lõm, tại sao nó lõm? Nó mất đi quá nhiều tế bào ở đó, nên là nó bị trũng xuống và chúng ta nhìn thấy cả một cái lỗ ở đấy, nên chúng ta gọi là sẹo lõm. Được không? Và để điều trị sẹo lõm thì đồng nghĩa với cái việc chúng ta cần phải làm cho cái lỗ đấy nó sẽ đầy lên. Vậy thì nó chỉ đầy lên khi nào? Khi mà tế bào mới ở bên trong này nó sản sinh ra được nhiều. Khi mà nước, độ ẩm cũng như là các sợi collagen, elastin, rồi keratin ở trên cái bề mặt biểu bì nó phải gì? Nó phải được sản sinh và sản sinh mới lên một cách đột phá nhiều. Được chưa? Thì ắt nó tự động nó sẽ đầy lên dần. Hiểu không? Mà cái quá trình đó thì nó cũng là gì? Từ cái sản phẩm như chúng ta, từ những cái phương pháp, ví dụ cấy meso hoặc vi kim, nó cũng sẽ tạo ra được cái quá trình đó một cách đột phá để mà điều trị sẹo lõm từ đấy. Được không? Nhưng thay vì sử dụng tế bào nám thì cái tế bào gốc đỏ của chúng ta nó sẽ giúp cho cái việc đầy da nhanh hơn. Nhưng mà khả năng để mà băm nhỏ melanin làm trắng da nó sẽ hạn chế hơn một chút so với cái tế bào gốc nám này. Ok? Yes. Các bạn hiểu chưa? Yeah. Và thực tế ra các bạn, nếu như đầu tư càng nhiều mã hàng thì đồng nghĩa với cái việc là tiền đầu tư của công ty phải lớn. Và tại sao rất nhiều công ty họ chỉ có một loại tế bào gốc, nhưng tại Puderma chúng ta có đến 3 loại tế bào gốc? Bởi vì sao? Mỗi một thứ nó đã tốt, tức là nó tập trung cho cái thằng này thì nó sẽ giảm đi cái hiệu quả của cái khả năng khác. Được chưa? Ví dụ như muốn điều trị nám mà cũng muốn sẹo lõm phải đầy lên nhanh thì chắc chắn nó sẽ không thể nào cùng một lúc cả hai như thế được. Nó đã tập trung cho nám thì nó phải gia tăng cái khả năng điều trị nám cao nhất, làm trắng cao nhất. Được không? Thì cái khả năng làm bóng da cũng như là đấy, lõm, điều trị sẹo lõm nó sẽ hạn chế hơn một chút.
so với tế bào đỏ của chúng ta. Nên là với mỗi loại da khác nhau, chúng ta cần có một loại tế bào gốc khác nhau là như vậy. Ok chưa nào? Còn có cả tế bào gốc xanh nữa nhá. Mọi người hiểu không? Yes. Mặc dù buổi tối ngày hôm nay không phải là trả lời cho đó, nhưng nhân tiện câu hỏi của Toàn và Toàn đang có khách hàng thì tôi chia sẻ một vài phút để các bạn nắm được ở đó luôn, vì đằng nào nó cũng liên quan đến nhau, được không? Rồi, thank you sếp. Ok, câu trả lời đã làm cho Toàn cảm thấy happy, hài lòng chưa? Một là khách hàng với cả hai nữa là ở bên bọn em ấy, cũng nhiều anh em đang bị tình trạng đấy sếp ạ. Nói tóm lại là Toàn đang bị như vậy đúng không? Đúng rồi. Sếp không được thế đấy. Em đang chữa lắm đấy. Trời ơi, thế thì mới gọi là sếp của Toàn chứ không phải là Toàn là sếp của tôi. Ok. Yeah. Rồi, đi vào tiếp tục này. Nha chị em. Ok chưa? Các chị em cảm ơn Toàn đi nào. Bởi vì thông qua câu hỏi của Toàn, có phải vừa rồi các bạn có mở mang thêm được những cái kiến thức thêm nữa ở cái phần đó không? Cảm ơn anh Toàn rất nhiều. Sẵn sàng trả lời được ạ. Cảm ơn sếp Toàn. Ok, tuyệt vời. Rồi, tuyệt vời các bạn. Sống với lòng biết ơn là thế, đúng không nào? Yes. Rồi, chúng ta quay trở lại với phần lúc nãy. Các bạn đã hiểu có ba cơ chế đó, nên cái việc chúng ta có thể giúp khách hàng xử lý nám là như thế chưa? Được chưa? Rồi. Ok. Và tại sao lại là cấy meso? Bởi vì khi mà chúng ta bôi á, thì sao? Thì nó có giúp khách hàng đạt được điều đấy không? Có. Nhưng nó sẽ hạn chế cái kết quả hơn rất là nhiều. Bởi vì khi bôi thì cái một tức là khi chúng ta meso thì tất cả những cái dinh dưỡng đó nó sẽ được truyền thẳng vào trong gì? Tầng trung bì. Đúng không? Chính xác. Đi thẳng ra. Yes. Nó sẽ giữ trọn 100% cái hàm lượng đó ở mình, đi vào bao nhiêu, mình đưa vào bao nhiêu thì nó sẽ được hưởng được từng lấy bấy nhiêu luôn. Còn nếu như thông qua cái đường bôi thì cái sức hấp thụ của nó sẽ hạn chế hơn. Được không nào các chị em? Chính xác. Ok, nó khác nhau ở đó nha. Nên nó quyết định cái kết quả, tốc độ của cái kết quả nó cũng sẽ khác nhau. Được chưa? Xong chưa? Chính xác. Rồi, vậy thì ở đây, ở trong sản phẩm này nó có những cái nhóm sản phẩm mà các bạn, nhóm thành phần quan trọng mà các bạn cần nắm được để khi mà các bạn ngồi với các chị em chủ spa, để khi các bạn ngồi với khách hàng, các bạn cần phải cho khách hàng hiểu rõ mình khác biệt so với những cái sản phẩm gì trên thị trường. Đúng không nào? Mình cần phải có sự khác biệt, mình phải giúp cho họ nhìn được cái sự khác biệt thì họ sẽ lựa chọn mình. Đó là ba cơ chế vừa rồi, đó là chúng ta không đi theo cơ chế bào mòn lột tẩy mà chúng ta nuôi dưỡng từ sâu bên trong. Chúng ta kích thích những cái tế bào mới, nó được gì? Tế bào mới được tăng sinh một cách đáng kể. Cái thứ hai, những cái tế bào già nua, mình khiến cho nó được kích hoạt trở lại, nó trẻ hóa trở lại. Ok, và nó nhằm thúc đẩy tăng sinh lên một cái lượng tế bào gốc tự thân đáng kể, nó tăng sinh lên cả những cái thành phần glutathione tự thân, nó tăng sinh lên cái lượng peptide, tức là những cái thành phần vàng quan trọng cần thiết cho tế bào ấy, thức ăn dinh dưỡng quan trọng cần thiết cho tế bào ấy, để mà nó quyết định cái hệ miễn dịch của da có khỏe hay không, nó quyết định cái hàm lượng tế bào mới nó được sản sinh ra nhiều hay không, tế bào khỏe nó được sản sinh nhiều hay không, nó kích hoạt nhiều hay không, được không? Đó, và nó khiến cho cái biểu bì của mình. Tại sao chúng ta điều trị nám với Puderma chúng ta không nhìn thấy sự mỏng yếu của biểu bì? Bởi vì tế bào nó được gì? Trẻ hóa, nó rút ngắn cái chu kỳ thay da sinh học. Thay vì 28, 30, 35 ngày một chu kỳ thì nó chỉ còn xuống 7 ngày, 14 ngày, 15 ngày một chu kỳ thôi, thì nó sẽ nhanh hơn rất là nhiều. Một tháng nó có diễn ra hẳn mấy chu kỳ thay da sinh học cơ. Vậy thì cái tầng keratin ở bên trên nó mới được gì? Càng ngày càng bồi lên dày hơn, nhưng nó lại rất là mướt, nó rất là mịn, nó rất là gì, nó trắng sáng, bởi vì nó toàn là những cái thành phần quan trọng quyết định sự trắng sáng của làn da nó được sản sinh ra. Được chưa? Glutathione, peptide, rồi HA, đấy là những cái thành phần quyết định cái làn da trắng sáng mỡ màng, được không? Chưa kể là những cái thành phần chúng ta chủ động đưa từ ngoài vào nữa. Những cái thành phần vừa rồi chúng ta chủ động đưa từ ngoài vào, nhưng đồng thời vừa cả kích thích cơ thể sản sinh ra nha. Ví dụ như HA
glutathione peptide, tất cả những cái đó nó đều là vừa đưa từ ngoài nhưng nó vừa là gì, sản sinh từ bên trong. Được chưa các bạn? Hai chiều. Ok chưa nào? Nên nó mới dồi dào, nó mới đủ đầy nhiều như vậy á. Nó mới cảm thấy các bạn vừa mới cấy xong phát 30 phút sau, tại sao nó sáng bừng lên, nó mỡ màng, nó bóng lên là như vậy. Và đây chính là cái công thức đặc biệt hoàn hảo nhất để mà tương thích với gì? Cơ thể người. Được chưa? Tương thích với cơ thể người. Tại sao nhiều nhà máy cũng sản sinh ra tế bào gốc nhưng không phải công thức nào cũng là công thức cao cấp được, không phải công thức nào cũng đạt được cái hiệu quả cao như của chúng ta. Đó, được không? Bởi vì sao? Nó cần đến cả một cái dây chuyền công nghệ sản xuất kèm theo rất là phức tạp và cần có sự đầu tư máy móc rất là lớn thì nó mới có thể tạo ra được. Nó được sản sinh, được bào chế trong môi trường gần như là tiệt trùng hoàn toàn, thanh trùng tiệt trùng hoàn toàn. Được chưa các chị em? Ok. Và nó ứng dụng công nghệ siêu nano phân tử. Siêu nano phân tử là gì? Là công nghệ khiến cho các phân tử của dinh dưỡng nó đạt tới cái mức siêu nhỏ thì nó mới hấp thụ được vào trong cơ thể của mình càng nhiều. Ok chưa nào? Mọi người hiểu không? Đó. Ở đây sự khác biệt nó đến từ hai thứ. Một là ứng dụng những cái công nghệ tân tiến nhất, được bào chế trong những cái điều kiện hiện đại nhất và gì, tiệt trùng gần như là ở cái cấp độ cao cấp nhất. Được chưa? Cái thứ hai mà chúng ta khác biệt để mà đem lại cái hiệu quả cao, đó là trong cùng một cái sản phẩm chúng ta có chứa rất nhiều thành phần quan trọng mà cần thiết để nuôi dưỡng trẻ hóa tế bào. Được chưa nào? Các chị em hiểu không? Ok. Ok. Hàng cao cấp nhưng giá của chúng ta trợ giá cho khách hàng nên là nó mới được cái mức giá như vậy. Chứ còn sản phẩm này bán tại Hàn Quốc giá đắt lắm các chị em ơi. 10 triệu mấy một bộ, một hộp 10 lọ á. Các bạn hiểu không? Gần 11 triệu một hộp 10 lọ này. À, hộp 10 lọ là 12 triệu. Còn hộp 8 lọ là 10 triệu mấy. Còn về Việt Nam chúng ta tại sao? Bởi vì đấy là nhà máy của chúng ta mà. Hiểu không? Và giấc mơ của chúng ta, sứ mệnh của Puderma chúng ta là gì? Là phải giúp hàng triệu chị em phụ nữ có làn da xinh đẹp, có làn da đẹp, khỏe. Nên chúng ta phải giúp cho cả người nghèo, người thu nhập thấp cũng có cơ hội sử dụng những cái phương pháp cao cấp này. Được chưa nào? Ok, các chị em. Ok. 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 Ở đây có những cái thành phần cực kỳ quan trọng mà các chị em cần phải nắm được. Đó là thành phần HA, đó là thành phần glutathione, đó là những cái thành phần làm trắng nhưng không có tác dụng, không làm hại da. Ví dụ như là niacinamide, rồi là gì, tranexamic, đấy là acid, đấy là những cái thành phần mà các chị em chủ số 3 thông thường họ biết. Và nó ngoài ra thì tranexamic không phải cứ cho vào là hiệu quả đâu các chị em. Nó có một cái hay thế này này. Tranexamic mà nó được kết hợp với một cái thành phần quan trọng như sau thì nó sẽ làm tăng cái khả năng hiệu quả nó cao hơn rất là nhiều. Đó là cả nhà có nghe rõ không? Có xem ạ. Ừ. Có nghe rõ không? Có ghi được kịp không? Có nghe rõ. Có. Quay video hả? Giám đốc Võ Minh. Ở trên Facebook của TV. Ok. Ở đây có thành phần tranexamic. Nếu như nó được sử dụng trong điều kiện của một thành phần nữa, đó là thành phần N-acetone, thì nó sẽ khiến cho cái hiệu quả này nó hấp thụ cao hơn nhiều lần. Được chưa? Nó gọi là một cái thành phần mà dung môi để mà nó điều kiện đủ làm cho cái khả năng hấp thụ tranexamic nó đạt cái hiệu quả cao nhất. Được chưa? Đây cũng là một dạng axit amin hữu cơ, có trong 16 loại axit amin đó.
Được chưa nào các chị em? Được ạ. N này viết bằng chữ L ấy. N cách ngang. AE stand. Đấy, AE stand. Tức là cái thành phần này nó quyết định làm rung môi, làm kích thích để mà cho cái thành phần làm trắng, phá nám, tranexamic acid nó được tăng sinh, nó được kích hoạt, hấp thụ một cách tối đa nhất. Được chưa? Ví dụ như cũng là trong công thức này, cũng là trong một cái sản phẩm như vậy mà cho tranexamic acid vào nhưng thiếu đi cái thành phần N-acetin đấy thì sao? Thì nó sẽ khiến cho cái việc hấp thụ của tranexamic nó không cao, nó không quá cao, mà không quá cao thì cái khả năng làm trắng nó không đạt được một cách tối đa, và cái khả năng làm gì ạ? Băm nhỏ các cái tế bào melanin, phá vỡ tế melanin có sẵn ấy, nó đã hình thành sẵn ấy, nó không đạt được cái hiệu quả cao. Được chưa các chị em? Mọi người hiểu không? Từ chuyên môn đấy, từ chuyên môn đấy, đại loại là sản phẩm chúng ta có thêm những cái thành phần tạo môi trường, dung môi đủ đầy để giúp cho mỗi cái thành phần ở trong này nó gia tăng được cái khả năng của nó một cách tối đa nhất. Được chưa? Mọi người hiểu không? Đó, nó khác nhau ở cái đó đó. Tức là không phải cứ đọc bản thành phần, sản phẩm em cũng có tranexamic này, sản phẩm chị cũng có tranexamic này, nhưng tại sao hiệu quả nó khác nhau? Bởi vì cái dung môi của nó ấy, tức là cái điều kiện ngoại cảnh ấy, nó không giúp cho cái sản, giúp cho cái thành phần đấy nó gia tăng được cái hiệu quả cao nhất, thì khiến cho cũng là một loại tế bào gốc nhưng mà nó sẽ có hiệu quả nó khác biệt so với chúng ta, tức là nó chậm hơn chúng ta. Mọi người hiểu không? Hiểu ạ. Ok, nếu như các bạn không phải là dòng tộc Puderma tôi sẽ không dạy cái này đâu, bởi vì chúng ta ở đây cần phải trở thành chuyên gia là vậy, chúng ta phải yêu và trân quý cái sản phẩm của chúng mình. Tại sao chúng ta lại thấy rằng sản phẩm này nó tuyệt vời? Vậy thì khi mà bạn yêu, hiểu về nó, bạn mới yêu được. Hiểu về nó chúng ta mới biết được sự thần thánh của sản phẩm này. Hiểu về nó chúng ta mới hiểu được tại sao chỉ sau 30 phút chúng ta được cấy meso sản phẩm này mà da của nó lại, da của chúng ta lại khác biệt như vậy. Nó lại làm cho làn da nó trở nên hiệu quả cao như vậy. Chúng ta hiểu nó thì có phải là bạn yêu nó không? Mà yêu nó thì chúng ta mới gì ạ? Trao, khi đi bán hàng chúng ta chỉ cần trao cho khách hàng cái tình yêu của mình với sản phẩm, cái sự tuyệt vời của mình với sản phẩm đấy thôi là đã chạm được với khách hàng rồi, khiến cho khách hàng cảm thấy là gì? Đây chính là giải pháp cần thiết cho làn da của họ, và bạn bán hàng như không bán là như vậy á. Hiểu không các chị em? Hiểu ạ. Để tôi xem nào, có bao nhiêu người hiểu nào, bao nhiêu người đã hiểu và bao nhiêu người cảm thấy rằng mình tự trả lời được cho mình tại sao sản phẩm của chúng ta lại mang đến cái việc hiệu quả cao như vậy. Hãy comment ở dưới này là tôi đã hiểu. Còn nếu như các bạn chưa hiểu, hãy comment là tôi chưa hiểu. Đây lại comment là tôi rất hiểu. Hãy comment là I tôi love you. I love you. Đào Hoàng Yến. Rất hiểu. Đồng tộc của chúng ta. hôm nay đã có được thời gian dành trọn vẹn để nghe, mà mình thấy mình thông minh mà đẳng cấp ra bao nhiêu luôn á tình yêu ạ. Biết ơn tình yêu rất nhiều. Yeah. Ôi. Chắc là tôi phải xem lại cái video này đến chục lần để phải trở thành chuyên gia chỉ kém Trần Thiên Lý mới được. Đúng rồi. Ôi, không xem lại là phí lắm ấy, đúng không cả nhà? Yeah. Cùng tuyệt vời. Hay là xem live stream là quên ăn luôn này. Từ trên đỉnh núi xuống là vào live stream và học luôn này. Vào học luôn. Chắc là đúng là hôm nay nhìn thiền trưởng của chúng ta rất đẹp, mặt sáng long lanh. Như là ăn tặng cho mọi người một cái điều mà không phải ở đâu cũng sẵn mà có. Chúc mừng mọi người nha. Chúc mừng Yến và chúc mừng mọi người. Lập yêu dậy tiếp đi. Ok tình yêu. Các bạn, nói thật với các chị em là nếu như bình thường các bạn đi ra mà các bạn ngồi với các chủ spa ấy, khi mà các bạn không đủ kiến thức có phải là bạn thiếu tự tin trước chủ spa không nào? Đúng không? Đúng ạ. Đúng ạ. Mà cái sản phẩm này mà bạn không trao được cho các chị em chủ spa thì có phải là bạn đang rất có lỗi với hàng triệu khách hàng của chúng ta không? Đúng ạ. Rất đúng ạ. Vậy thì khi các bạn ngồi ở đây, dù là những cái ngôn từ chuyên môn
nó hơi nặng nề, hơi khó hiểu với các bạn một tí, nhưng khi mà bạn đã hiểu và bạn làm chủ nó rồi thì bạn, tôi tin chắc rằng bạn ngồi với một chủ spa kể cả 20 năm 30 năm trong nghề thì cái việc mà mất tự tin, lo sợ, hồi hộp trước họ sẽ không bao giờ tồn tại ở trong bạn, đúng không ạ? Chính xác. Đúng rồi, rất đúng ạ. Rất đúng ạ. Và đó phải là cái điều mà các bạn cũng mong muốn không? Đúng không? Rất mong muốn. Ok. Khi mà bạn đứng trước các chị em chủ spa, bạn tự tin và bạn có giá trị bởi vì bạn có kiến thức. Giá trị ở đây được đo từ phần này lên phần này này các bạn này. Từ phần này lên phần này này, đúng không ạ? Tức là chúng ta có bao nhiêu kiến thức ở trong nghề. Người khác thì có nghĩa là về mặt mảng đó đúng không các chị em? Mọi người có hiểu không? Về tiền bạc chúng ta không so sánh, bởi vì về tiền bạc thì chúng ta không biết là ai hơn ai, chả biết đâu, vì chúng ta cũng chả vào két của họ để kiểm tra, chưa vào ví của họ để kiểm tra, mà họ cũng không vào ví của mình để kiểm tra. Nên chúng ta không so sánh về mặt tài chính. Nhưng tôi chỉ cần quan tâm là trong nghề này, nếu như cái lượng kiến thức của ai nhiều hơn ai thì có nghĩa là giá trị của bạn cao hơn người đó, đúng hay rất đúng? Rất đúng. Rất đúng. Rất đúng. Yeah. Đúng. Ok, ok. Vậy thì ngày hôm nay tôi tin chắc rằng với những kiến thức này mà bạn không những sẽ nghe một lần, bạn học đi học lại để bạn hiểu về bản chất, bạn có nó, bạn thấm nhuần nó ở bên trong các bạn, thì bạn ngồi với các chị em chủ spa dù họ là 10 năm hay 20 năm hay 30 năm thì bạn vẫn rất là tự tin, bạn rất là năng lượng và bạn thấy mình có giá trị, có sức hút trước họ, đúng không ạ? Chính xác. Yes. Chính xác. Mà trong công việc kinh doanh thì sao? Trong công việc kinh doanh, người nào tự tin hơn, người nào cảm thấy mình có giá trị hơn, mình có sức hút hơn, mình làm chủ được bối cảnh hơn, người đấy thắng, đúng hay rất đúng? Rất đúng. Yes. Rất đúng. Ok. Bạn có thể kinh doanh bằng một cái túi rỗng chứ không thể kinh doanh bằng một cái đầu rỗng, đúng không nào? Yes. Vậy thì bạn ngồi với chủ số 3, bạn tiếp họ không thể với cái đầu rỗng được, đúng không nào? Đúng rồi. Họ yes. Chỉ hỏi vài câu, bạn không biết trả lời phát thì họ đánh giá luôn, ô bạn là người không có giá trị, không có kiến thức, tôi không tin. Mà không tin thì họ không mua, không mua thì các bạn làm gì có doanh số, làm gì có thu nhập, đúng không? Đúng, chính xác. Ok, vậy thì sản phẩm này là một siêu phẩm tuyệt vời của chúng ta, là một bảo bối của chúng ta để chúng ta thành công, chúng ta giúp được khách hàng, chúng ta sẽ giúp được nhiều chị em chủ số 3, họ sẽ không phải loay hoay đi tìm những cái giải pháp ở đâu đầu nữa, họ sẽ không bị khách hàng gì ạ, mất đi niềm tin, tẩy chay họ, chạy đi tìm cái spa khác, rồi là không khiến cho họ phải gì, phải gồng mình ra, lâm vào đường nợ nần, thì đây chính là giải pháp mà chúng ta sẽ giúp cho họ có được khi mà họ có siêu phẩm này trong tay. Được chưa? Các chị em hiểu không? Mà để giúp được họ, cái quan trọng nhất, cái điều đương nhiên nhất đó là bạn phải hiểu về sản phẩm, phải hiểu về công nghệ này nó như thế nào. Đúng không? Đúng ạ. Yes. Yeah. Ok. Và bao nhiêu trong số các chị em thấy rằng mình thật sự đang mong muốn giúp đỡ cho hàng trăm, hàng nghìn các chị em chủ spa đang loay hoay ở ngoài đó để họ thực sự họ trở nên giàu có, họ thực sự họ đam mê, họ làm nghề, họ sung sướng, họ hạnh phúc chứ không phải đau đầu nữa. Bao nhiêu trong số các chị em cảm thấy và mong muốn làm điều đó, hãy comment ở dưới này là tôi thật sự mong muốn nào. Hãy comment tôi thật sự mong muốn nào. Comment tôi thật sự mong muốn nào. Ok, hãy comment tôi thật sự mong muốn nào. Sau cái phần này chúng ta sẽ tạm thời để chúng ta đi vào một cái phần quan trọng, đó là cần phải meso như thế nào cho đúng cách, cần phải meso như thế nào để nó đạt cái hiệu quả cao nhất. Được chưa? Buổi tối ngày hôm nay chúng ta sẽ kết thúc vào tầm khoảng 11 giờ và bao nhiêu trong số các bạn ở đây cam kết sẽ ngồi học đến giây phút cuối cùng để không bị lãng phí bất cứ một chút nào, để mình hiểu rõ nó ở trong bản thân mình, trong lòng bàn tay của mình, trong tiềm thức, trong tế bào của mình, để mình giúp được cho khách hàng và mình giúp được cho mình thành công nào. Hãy
hãy comment ở dưới này là tôi sẽ học đến cùng nào. Hãy comment là tôi sẽ học đến cùng nào. Tôi sẽ học đến cùng. Yes. Ok. Hãy... Tuyệt vời. Các bạn nói to ra. Đã nói rồi, nói to ra. Từ nãy giờ các bạn thấy không? Tôi chưa ăn tối đâu nha. Nhưng tôi chắc chắn luôn. Tôi nói từ nãy giờ. Tôi sẽ học đến cùng. Đúng rồi. Tôi sẽ học đến cùng. Ok. Tuyệt vời. Chính xác. Năng lượng là ngân lượng. Đúng không? Tuyệt vời. Ok. Tôi sẽ học đến cùng. Tuyệt vời các chị em. Không có cách nào khác, bạn phải gia tăng tư duy của mình để gia tăng túi tiền, ok? Ok. Rồi, tuyệt vời. Với tư duy này, thậm chí tôi có thể chốt được những cái deal hàng chục tỷ các bạn. Nên các bạn yên tâm đi, khi các bạn có kiến thức này, kiểu gì các bạn cũng chốt được deal 500 triệu đến 1 tỷ. Đúng không? Đúng không? Rất đúng. Rất đúng ạ. Đúng rồi. Đúng rồi, tôi chỉ cần bạn làm được 1 phần 20 của tôi, 1 phần 10 của tôi thôi là bạn đã sở hữu tiền tỷ trong tay rồi. Bạn yên tâm đi. Rồi, bây giờ chúng ta sẽ tạm thời không đi sâu vào thành phần nữa được không? Bởi vì nó sẽ khiến cho bạn đau đầu nếu như trong cùng một buổi tối các bạn học quá nhiều về thành phần. Ok, nhưng tôi tin chắc rằng với những kiến thức vừa rồi các bạn đã được học, nó cũng đã đủ để các bạn chinh phục mọi khách hàng rồi, dù là khách hàng sử dụng lẻ hay là chủ spa. Được không nào, các chị em? Ok. Ok. Yes. 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 Các bạn chỉ cần quan tâm cho tôi một cái điều, đấy là sản phẩm của chúng ta giúp bổ cho da của mình bổ sung thêm rất là nhiều độ ẩm, rất là nhiều nước. Vì nhờ tăng sinh HA rồi glutathione rồi những cái hoạt chất quan trọng, và đồng thời nó giúp tái tạo ra collagen, elastin, lớp biểu bì, lớp sừng keratin, được không? Đó. Nên và đồng thời nữa nó giúp phá vỡ những tế bào nám đã hình thành sẵn, nên nó có tác dụng điều trị nám mà nám không quay trở lại, được không? Ok chưa các chị em? Được không? Ok. Đó. Tóm lại vậy á. Bởi vì chúng ta nói rồi, da được cấu tạo bởi 70% nước, 20% 3 loại sợi vừa rồi, và 2% lipid chất béo, thì chất béo chúng ta đừng quan tâm, được không? Đó. Còn 3% nữa là các cái phần tạp chất khác vân vân ở trong da, thì chúng ta không cần quan tâm những cái chỉ số nhỏ đó. Rồi. Bây giờ chúng ta sẽ đi vào. Khi mà meso thì chúng ta cần lưu ý cái điều gì? Khi meso, thực ra meso nó là phương pháp khó không? Nó không khó. Nó không khó nha các chị em. Nhưng nó đòi hỏi những cái lưu ý vô cùng quan trọng để mà nó khiến cho khách hàng chỉ có đẹp thôi mà không có những cái biến chứng xảy ra. Được chưa? Những cái điều không mong muốn xảy ra. Những cái điều không mong muốn xảy ra khi nào? Khi các bạn cẩu thả trong cái việc vệ sinh. Được chưa? Thì vệ sinh ở đây đó là vệ sinh da mặt của khách hàng, vệ sinh các cái công cụ để mà mình làm cho khách hàng, và vệ sinh cái tay của mình á, cũng như là các cái công cụ tại cái nơi mình làm ấy, ví dụ như khăn mặt này, rồi là nước này, rồi là bông lau mặt này, vân vân. Những cái đó các bạn cần phải lưu ý. Được không? Các chị em, mọi người hiểu chưa ạ? Ok, các chị em tương tác đi để tôi hiểu đường truyền nó ngon, nó không hiểu. Ok, rồi chúng ta cần giữ vệ sinh ở một cái không gian thật là sạch sẽ nha, được chưa? Chứ đừng có mà về như ai đó đợt trước kê gối tại một nhà hàng tạp hóa nào đấy xong là cũng meso. Ôi thôi, không, tôi không khuyến khích điều đấy nha các chị em. Mặc dù cái phương pháp này nó không khó, nó rất là đơn giản thôi, bởi vì chúng ta chỉ cấy vào trong gì ạ, vào trong dưới da của chúng ta một chút thôi, đúng không? Có bao nhiêu ạ? 1 đến 2 mm thôi, đúng không ạ? Đúng không ạ? Nên là nó không gây cái gì biến chứng lớn hay là cái gì, cái hậu quả lớn gì cả, cái đó không có. Nhưng các bạn nhớ, chúng ta cần phải là người đủ tư cách và đủ tâm trước khi chúng ta lấy tiền của khách hàng, chúng ta nhận tiền của khách hàng. Nên đó là lý do chúng ta cần phải làm chuẩn từng bước một. Chúng ta hãy xem khuôn mặt của khách hàng chính là khuôn mặt của mình, được không? Được không các chị em? Mọi người đã hiểu chưa? Nên không được bỏ qua bất cứ một cái bước nào lơ là cả. Chúng ta
kể cả là chúng ta phân phối, chúng ta đào tạo cho chuyển giao công nghệ cho các chị em chủ spa, sau này các chị em sẽ được học những cái phương những cái lớp học do chính các chuyên gia bác sĩ sẽ chuyển giao cho các bạn nha. Lúc đấy các bạn mới được làm cho khách nha. Dù sao chăng nữa các bạn cần phải học những cái khóa học đó, sốc phản vệ vân vân đó, nên các bạn nên học. Bởi vì sao? Cái từ đủ tư cách nó rất là hay các bạn đó. Chúng ta làm cái gì chúng ta phải cảm thấy chúng ta đủ tư cách để chúng ta làm điều đó, thì tôi mới khuyến khích các bạn làm, được không nào? Đó. Và khi mà chúng ta làm bằng cái phương pháp này thì chỉ cần Minh ơi, ở trên ok được chưa? Đơn truyền có ok không các chị em? Ok sếp. Sếp ạ. Rồi ok. Rồi, được rồi, được chưa Minh? Ok. Tôi nói lại này các chị em này, chúng ta phải giữ gìn vệ sinh thật chuẩn, được chưa? Chúng ta cần giữ gìn, không sao Minh, được. Chúng ta như này là chỉ hơi sáng về phía này đấy, hơi chói. Không cần đâu, không cần đâu. Không cần, đừng thay đổi. Được không các chị em? Tôi đang không biết là các bạn. Được ạ. Sếp ạ. Được. Vẫn đang nghe được sếp. Ngày ánh sáng nó bị sáng quá, nhìn chói mắt. Quá đúng không? Tại sao lúc này chị thấy đang ổn mà? Bởi vì nó đang bị chói trên như này của mọi người, nên không biết là mọi người nhìn rõ không? Nó lóa. Không, không sao. Rồi, ok. Như lúc đầu là đẹp đấy sếp. Giám đốc Võ Minh vừa tăng cái đèn. Tôi xinh mà, nhìn, đâu cần tăng đèn đâu. Rồi, ok chưa? Rồi, đầu tiên các bạn cần phải vệ sinh thật là sạch sẽ. Cái thứ hai, cái phương pháp này chúng ta sẽ sử dụng nó đối với những làn da khỏe, da bình thường, tầm khoảng 2 tuần, tức là tầm khoảng 14 đến 15 ngày một lần. Được chưa? 14, 15 ngày một lần, 12 đến 15 ngày một lần đối với làn da khỏe và da bình thường á. Được chưa? Đây tiêm meso nha. Chúng ta sẽ sử dụng nó tầm khoảng 12 đến 15 ngày một tuần. Đó. Đừng có 12 đến 15 ngày một lần. Được chưa? Còn đối với những cái da mà nó yếu quá, chúng ta phải từ 3 tuần trở ra, 3 đến 4 tuần trở ra chúng ta làm một lần. Được chưa? Đối với những cái da bị bào mòn quá, bị yếu quá. Ok chưa nào các chị em? Ghi chép đầy đủ nha. Ok. Rồi. Để mà chúng ta có thể giúp điều trị được nám nhanh nhất, hiệu quả cao nhất trong thời gian ngắn nhất, thì chúng ta có thể kết hợp song song cùng với vi kim sinh học của chúng ta. Phương pháp vi kim sinh học hôm trước các bạn đã học rồi đúng không? Vâng ạ. Ok, thì các bạn sẽ kết hợp cả vi kim sinh học vào, nó sẽ khiến cho cái việc là gì? Loại bỏ được melanin trên bề mặt da càng nhanh, quá trình tái tạo da nó diễn ra càng nhanh, da của mình nó hấp thụ càng nhanh và nó sẽ càng khỏe hơn rất là nhiều. Vì sao lại như vậy? Bởi vì vi kim nó sẽ mở thông đường dẫn từ ngoài luôn. Meso là nó đưa thẳng trực tiếp dinh dưỡng, các hoạt chất quan trọng điều trị và làm trắng vào bên trong da của mình trực tiếp. Và vi kim của chúng ta thì nó cũng làm được điều đó, nhưng đồng thời nó còn mở thông đường dẫn cho da của mình. Và vì nhờ vào cái quá trình mở thông đường dẫn nên nó khiến cho cái việc mà khi chúng ta sau 3 ngày chúng ta bôi các cái sản phẩm từ các cái bước dưỡng sáng tối hàng ngày của chúng ta ấy, nó sẽ hấp thụ một cách lớn hơn rất là nhiều nữa. Đồng thời những cái biểu bì già nua ở trên da mặt của mình sẽ làm cho cái quá trình loại bỏ nó sẽ diễn ra nhanh hơn, chứ nó không phải đợi đến 28 ngày nó mới bay đi cái lớp biểu bì già nua ở trên mặt này. Rồi chưa các chị em? Ok. Giám đốc cái gì Đặng Sinh học, tôi biết là đang rất là chăm nên là học vào rất là nhiều. Mở thông đường dẫn nha. Vi kim này nó sẽ mở thông đường dẫn bằng cách là đả thông lỗ chân lông.
Được chưa? Các cái bã nhờn, rồi là những cái bụi bẩn, những cái tạp chất mà rất là lâu ngày rồi nó bít tắc ở dưới cuống nang lông, ở lỗ chân lông ấy, thì cái sản phẩm vi kim của chúng ta nó sẽ mở thông những cái đó, nó sẽ đánh bật những cái đó đi ra ngoài, nó sẽ mở thông đường dẫn để làm gì? Nó sẽ giúp cho cái khả năng hấp thụ dinh dưỡng từ các bước dưỡng sáng tối chuyên sâu của chúng ta ấy, cơ bản và chuyên sâu của chúng ta ấy, nó mới càng ngày càng nhiều hơn nữa, cao hơn nữa, thì cái việc trẻ hóa và điều trị nám của mình nó càng cao. Được chưa? Bởi vì nó còn có những cái thành phần mà trong bộ trị nám 4 bước của chúng ta có, mà ở trong sản phẩm tế bào gốc tiêm của chúng ta không có nữa. Đó, nó có rất nhiều thành phần quan trọng để cái thứ hai. Ôi giỏi đi, phát cho ba rua dùng. Ai nhỉ? Tắt mic nào? Tắt mic nào? Ai đấy tắt mic nào? Đang nói tắt mic nào? Rồi, tiếp tục này. Vi kim nó còn giúp cho tế bào già nua, melanin nám ở trên bề mặt da của chúng ta, nó sẽ bay đi một cách nhanh nhất sau 4 đến 5 ngày. Được chưa? Nên là nó khiến cho cái việc là gì? Làm trắng của mình nó lại càng đạt được cái hiệu quả cao hơn. Các bạn hình dung nhá, tế bào gốc trị nám cấy meso của chúng ta này, tan nám này này, nó đi vào bên trong, nó phá vỡ các cái tế bào melanin từ bên trong luôn, nó làm trắng sáng từ bên trong luôn, nhưng đồng thời vi kim của mình nó lại làm bay đi luôn cả những cái tế bào nám melanin á, có sẵn ở bề mặt da rồi, đồng thời nó sẽ loại bỏ luôn cả những cái lớp tế bào già nua, tức là tế bào chết ấy. Tế bào chết thì thường là nó rất xỉn màu, được chưa, nó không có độ sáng, và nó làm thông các cái lỗ chân lông của mình đi, được chưa, thì nó sẽ khiến cho da của mình trắng sáng chỉ sau 4 đến 5 ngày, mình nhìn thấy rõ da trắng sáng trên bề mặt da 4 đến 5 ngày luôn, và nó khiến cho lỗ chân lông của mình nó được mịn hơn rất là nhiều, biểu bì nó mịn hơn rất là nhiều, lỗ chân lông nó được nhỏ hơn rất là nhiều, da nó sẽ gì, nâng cơ hơn rất là nhiều đó, và nếp nhăn của chúng ta nó sẽ xử lý được nhiều hơn rất là nhiều kết hợp cùng với cái tế bào gốc này. Ok các chị em hiểu không? Đó. Hiểu ạ. Đấy, yes. Chúng ta có thể làm song song cả hai công nghệ cùng một lúc. Vậy thì khi chúng ta làm song song cả hai công nghệ, nó sẽ nên làm cái nào trước? Đó là chúng ta cần ủ tê để chúng ta cấy meso trước. Cấy meso xong rồi thì khoảng tầm 3 đến 5 phút sau chúng ta bắt đầu đi vào vi kim. Được không? Cho ra nghỉ khoảng tầm 3 đến 5 phút chúng ta vi kim. Vi kim xong thì chúng ta bắt đầu đắp mặt nạ. Đắp mặt nạ lạnh. Đắp mặt nạ màu xanh của chúng ta ấy. Ok chưa nào? Để tủ lạnh. Và đắp mặt nạ khoảng tầm 20 đến 30 phút. 28, 16, 16 là 22. Ôi dồi, bây giờ vẫn ngồi tính tiền à? Làm sao mà kiếm nhiều tiền được? Ok, phải tập trung nha. Đến cái phần này, phần chuyên môn thực hành ấy. Khi chúng ta vi rồi đấy. Xong khoảng tầm 3 đến 5 phút sau là chúng ta vi mà. Vi xong thì chúng ta đắp mặt nạ. Meso xong vi luôn. Chứ meso xong xong đắp mặt nạ không phải nha. Đấy là khi chúng ta meso một mình. Còn nếu như mà kết hợp cả hai công nghệ thì chúng ta meso xong, khoảng tầm 5 phút sau chúng ta vi. Vi xong thì sẽ như thế nào? Đắp mặt nạ khoảng tầm 20 đến 30 phút bằng mặt nạ lạnh của chúng ta. Nếu như các bạn làm ở spa thì các bạn có thể hướng dẫn cho chủ spa, họ sẽ chạy điện di lạnh bằng cái búa lạnh á, chạy điện di để cho cái da của mình nó được phục hồi, nó được gọi là nó đỡ đỏ hơn nữa. Thực ra sản phẩm chúng ta không gây đỏ nha. Nó chỉ gọi là hơi hồng thôi, nhưng đại loại là nó sẽ làm cho những cái vết kim của chúng ta, cái nó hạ nhiệt đi ở bên trên bề mặt da của chúng ta, lúc đấy nó sẽ được hạ nhiệt, được chưa? Thì bằng cái búa lạnh đó, bằng cái mặt nạ lạnh đó, nó sẽ làm dịu cái da của chúng ta ngay lập tức và khiến cho da của mình nó không có vết đỏ, vết ổ đỏ hay là vết kim tiêm nữa.
Được không nào? Được không các chị em? Hiểu không? Còn nếu như chúng ta làm ở tại nhà thì không cần búa lạnh cũng không sao. Miễn sao các bạn đắp mặt nạ lạnh là được. Và mỗi một ngày nên đắp một miếng mặt nạ lạnh. Và sau khi làm xong đắp mặt nạ lạnh xong, bạn vỗ cho thẩm thấu dinh dưỡng trên bề mặt da vào trong da một cách đáng kể nhất, nhiều nhất. Sau đấy chúng ta sẽ bôi lại một lớp kem siêu tái tạo. Được chưa? Sau đấy chúng ta sẽ bôi lại một lớp kem siêu tái tạo. Và kết thúc chương trình. Kết thúc buổi đó. Tức là mỗi ngày đắp mặt nạ ưu tiên 7 ngày đầu tiên. Ừ, trong 7 ngày đầu tiên á, 5-7 ngày đầu tiên mình mỗi ngày một miếng mặt nạ, càng đắp sớm càng tốt, được không nào? Và nó sẽ có, còn đối với những cái da yếu quá thì chúng ta không nên kết hợp đồng thời cả hai phương pháp nha. Mình sẽ làm đồng thời cả hai phương pháp này lúc nào? Lúc mà dành cho da khỏe và da bình thường. Còn da mà yếu quá, nát quá, mỏng yếu quá rồi thì chúng ta không sử dụng đồng thời cả hai phương pháp nha. Mà chúng ta hoặc là vi kim, hoặc là cấy. Nhưng da đã yếu, đã nát rồi thì tôi ưu tiên cho cái việc cấy khỏe da trước. Mà cấy khỏe thì các bạn nên cấy một trong hai tế bào gốc, tế bào nào cũng được. Tế bào gốc đỏ càng tốt. Được chưa? Nếu như nó yếu quá thì bạn cần sử dụng tế bào gốc đỏ, bởi vì cái tế bào gốc đỏ nó sẽ khiến cho da dày nhanh hơn là tế bào gốc tan nám của chúng ta, phá nám của chúng ta. Được chưa? Nó có một vài cái điểm chênh nhau, lưu ý là như vậy. Có cái lưu ý là các bạn lấy tế bào gốc xanh. Ừ. Ok anh chưa nào? Các chị em có ghi kịp không? Nghe có hiểu không? Hiểu xếp ạ. Ghi kịp xếp ạ. Ok, ngày mai học lại một lần nữa, nhớ chưa? Rồi, tiếp tục này. Lưu ý vừa rồi, các bạn ghi chưa? Kết hợp hai công nghệ này chỉ sử dụng với da khỏe hoặc da bình thường, không bị quá nát, được chưa? Da quá nát thì chúng ta chỉ cần làm cấy thôi. Ok, rồi tiếp tục. Tiếp tục. Khi chúng ta sử dụng phương pháp này rồi thì nó sẽ có những dấu hiệu gì hay là triệu chứng gì thường gặp thì các bạn sẽ cần ghi cái điều này. Hoặc cái này các bạn có thể không ghi. Tôi sẽ gửi cho bạn một cái tài liệu để các bạn học về nó. Được chưa? Nhưng các bạn cần phải nắm được. Chứ không phải không ghi là không nghe đâu nha. À, ok chưa các chị em? Yeah. Okay. Rồi, có một cái điều này các bạn có thể sẽ cần ghi một chút này. Chúng ta có thêm cả tế bào gốc xanh nữa, đúng không nào? Vậy thì tế bào gốc xanh dùng khi nào? Chúng ta có 3 loại tế bào gốc nha các chị em. Đây này, tôi sẽ nói rõ từng cái một để các bạn hiểu này. Da nào bị nám hoặc xỉn màu quá, muốn trắng sáng, muốn trị nám nhanh, chúng ta sẽ cấy tế bào gốc tan nám này. Được chưa? Tế bào gốc tan nám. Còn da nào yếu, da nào thiếu cái độ bóng, da nào tuy là không bị nám nhưng mà da nó yếu này, thiếu độ bóng này, da mỏng này và lỗ chân lông to thì chúng ta ưu tiên để chúng ta cấy gì? Tế bào gốc đỏ. Ok? Tế bào gốc đỏ nó sẽ khác với tế bào gốc tan nám này, đó là khả năng làm tan nám của tế bào gốc đỏ nó sẽ chậm hơn một chút, nó sẽ yếu hơn, hạn chế hơn một chút, nhưng nó sẽ làm da của mình nó dày hơn, nhanh hơn, nó sẽ khỏe nhanh hơn so với tế bào gốc trắng này của mình một chút. Ok chưa? Đó, nhưng dù sao tại sao tôi lại phải ra cả hai là như vậy? Bởi vì sao? Tế bào gốc đỏ nó còn giúp cho cái khả năng điều trị nếp nhăn và nâng cơ nó cũng sẽ cao hơn so với tế bào gốc trắng này một chút. Đại loại là tế bào gốc trắng nó có khả năng nâng cơ, nó có khả năng làm bóng da, nó có khả năng làm khỏe da, nhưng nhiệm vụ chính của nó đó là điều trị nám nhanh hơn, làm trắng sáng da, cho nâng cái tông trắng sáng da nhiều hơn, nhanh hơn so với tế bào gốc màu đỏ. Ok chưa các chị em? Hiểu không? Ghi kịp không? Ghi kịp ạ. Dạ hiểu ạ. Dạ kịp.
Rồi. Sáng. Đúng, tế bào gốc tan nám thì nó có khả năng làm trắng sáng nhanh hơn, tan nám nhanh hơn là tế bào gốc đỏ. Ok. Nhưng tế bào gốc đỏ thì nó sẽ có một cái điểm mạnh hơn, đó là nó làm cho trẻ hóa nó nhanh hơn, cao hơn so với tế bào gốc trắng này một chút. Ok chưa nào? Ừ. Tất cả tế bào gốc của chúng ta nó đều có tác dụng là làm trắng sáng da, nâng cơ trẻ hóa, thu nhỏ lỗ chân lông, giảm nếp nhăn và làm săn chắc mặt của mình. Được chưa? Đó, làm đều màu da. Tất cả tế bào gốc của chúng ta, cái nào cũng có tác dụng cho cả những cái mặt đó. Nhưng đối với tế bào gốc làm tan nám thì cái độ làm trắng sáng và tan nám nó nhanh hơn so với tế bào gốc đỏ. Được không? Và còn một loại nữa, tế bào gốc xanh. Đó là tế bào gốc xanh. Tại sao tôi lại sản xuất cùng một lúc cả ba loại cho các bạn? Bởi vì các bạn hiểu này, da của mình, cơ thể của mình, lúc thì chúng ta cần đến rau, lúc thì chúng ta cần đến thịt, lúc thì chúng ta cần đến cơm, đúng không? Thì da của chúng ta cũng vậy. Trong cái tế bào gốc xanh của mình, nó không tiệt trùng hoàn toàn, nó có những cái lợi khuẩn vẫn giữ lại. Nó không tiệt trùng hoàn toàn như tế bào gốc đỏ và tế bào gốc phá nám này. Nên tại sao tế bào gốc xanh không khuyến khích để cấy meso, mà nó có thể ứng dụng là gì? Nếu làm vi kim được không? Được. Làm lăn kim được không? Được. Làm trong lúc laser được không? Được. Nhưng mà cấy vào trong da thì tôi không khuyến khích, bởi vì nó vẫn còn giữ lại những cái lợi khuẩn. Mà những cái lợi khuẩn đó thông thường ấy, sau khoảng tầm 3 ngày đến 3 ngày đến 4 ngày mà sau lăn kim, sau laser, sau vi kim hoặc là sau cấy, thì nếu các chị em cho khách hàng sử dụng tế bào gốc xanh, nó sẽ khiến cho cái lớp sừng, tức là cái lớp bề ngoài của da ấy, nó sẽ tăng sinh cái hệ miễn dịch nó còn cao hơn là tế bào gốc đỏ và tế bào gốc nám. Các bạn biết vì sao không? Bởi vì nó vẫn còn giữ lại lợi khuẩn. Giữ lại lợi khuẩn thì đồng nghĩa với cái việc là nó bắt buộc, nó yêu cầu cái lớp sừng của mình á, cái lớp biểu bì bên ngoài này này, nó phải phát huy một cách tác dụng tối đa nhất, đó là nó phải biết kháng lại với các cái lợi khuẩn đó, và nó tận dụng những cái lợi khuẩn đó để mà nó kích thích các cái hệ miễn dịch của bên ngoài cái lớp biểu bì của mình, nó phải khỏe hơn, nó mạnh hơn so với là hai loại kia. Các bạn hình dung không? Hiểu không ạ? Ví dụ các bạn dễ hiểu nhất là như này này, một đứa trẻ nuôi một cách hoang dã nó sẽ có vẻ khỏe mạnh hơn so với một đứa trẻ nó được bao bọc trong một cái môi trường không có vi khuẩn, nó không có những cái gì khói bụi hoặc là kiểu hoang dã, đúng không các trẻ em? Mọi người hiểu không? Có hiểu đoạn này không? Nên tại sao chúng ta có ba loại không? Đã hiểu ạ. Ok. Dạ, sếp cho Vinh hỏi lại một chút tới chỗ này một tí ạ. Vâng. Cái chỗ mà tế bào gốc xanh ấy là đang có nhiều lợi khuẩn thì giúp cho cái việc mà lúc nãy thấy sếp nói là nhiều kháng lại ở đây thấy lại sếp nói là kháng lại lợi khuẩn, thì Vinh đang hiểu là không biết là sếp đang nói là kháng lại kháng lại vi khuẩn. Vâng, thì đấy sợ là nhầm cái đấy thì hay là lại nhầm là có thể kháng lại hay là lợi khuẩn. Đấy. Một bởi... là kích hoạt lợi khuẩn lại và hai nữa là kháng lại cái vi khuẩn đã có. Không phải kích hoạt lại lợi khuẩn, không phải thì có ý Vinh, tại vì lúc đấy Vinh đang không hiểu là một trong hai thì sợ là sếp nói nhầm nên thì nó sẽ có một trong hai nên là Vinh mới hỏi lại. Ở đây nó kháng lại vi khuẩn thôi đúng không ạ? Tức là cái khả năng sức đề kháng của cái phần trên bề mặt da nó sẽ khỏe hơn. Tức là nó sẽ khỏe hơn, nó sẽ mạnh hơn. Được không? Ok. Dạ ok. Bởi vì các bạn thấy là một cái em bé mà được nuôi ở một cái môi trường nó gọi là nó hoang dã, nó có nhiều cái thứ gọi là thách thức hơn ấy, thì thông thường sức đề kháng và cái sự kháng lại của cơ thể nó sẽ mạnh hơn, đúng không? Đó. Còn một cái em bé mà chưa bao giờ mình cho nó ra bên ngoài trời ấy, ví dụ vậy, chúng ta bao bọc nó quá, đôi lúc nó ra ngoài trời phát nó gặp gió to hoặc cái gì phát, đôi lúc nó hay bị cảm cúm vì sức đề kháng của nó vẫn bị yếu hơn cái đứa trẻ kia. Đúng không? Các chị em có hiểu không? Tôi ví dụ như vậy để các bạn hình dung ra cái da của mình, thế nên tại sao chúng ta có ba loại như vậy á.
Có nhiều bạn không biết tế bào gốc xanh dùng để làm gì đâu, đúng không? Nên là thông thường sau 3-4 ngày trở ra mà bạn cho khách hàng sử dụng tế bào gốc xanh thì nó sẽ tốt hơn. Nhưng nó không, bạn hiểu không? Đó, đại loại là bên 8 bên 10, các bạn hình dung bên 8 bên 10 ấy, không có tế bào gốc xanh không sao, nhưng mà đại loại là bạn cho sử dụng tế bào gốc xanh thì cái sức đề kháng của cái lớp biểu bì của cái da người đó nó còn khỏe hơn nữa. Ok chưa? Bạn hiểu không? Chuẩn luôn sếp. Ừ, ok. Rồi, có phải kiến thức chuyên sâu không? Mình link được rất là nhiều thứ trong cuộc sống như thế này dễ hiểu hơn không? Rồi. Để thành phần có thời gian mà dạy cho các bạn từng thành phần một thì nó mê lắm. Bởi vì bạn hiểu được thành phần ý, bạn mới trân quý được cái sản phẩm này nó như nào. Bởi vì nó toàn là một lọ sản phẩm như này, nếu như ở các nước khác không phải là của chúng ta ấy, tại Việt Nam mà chúng ta phân phối này nó toàn triệu mấy thôi. Ở các công ty khác, thương hiệu của các công ty khác, thậm chí nha, về chất lượng nha, bảng thành phần không bao giờ có cái chuyện là bảng thành phần cao cấp như chúng ta, nhưng họ vẫn đóng là 5 lọ nó đang bán là 4,8 triệu, họ đang bán là 8 triệu cho 5 lọ, chứ không phải là 10 lọ như chúng ta mà chỉ có 5 triệu mốt, 60 với lại 3 triệu 6 thôi đâu. Các bạn hiểu không? Đó. Rồi, một cái lưu ý mà các bạn cần phải nắm được. Một cái lưu ý mà các bạn cần phải nắm được này. Cái này là cái hiện tượng sẽ xảy ra sau khi mình làm cái phương pháp này hoặc là cái phương pháp vi kim sinh học. Nhưng nhân tiện đây thì tôi cũng sẽ nói luôn. Đó là khi mà chúng ta, đặc biệt là cái này thì nó ít hơn, nhưng mà vi kim sinh học nó sẽ có này. Khi chúng ta vi kim xong thì chúng ta khi mà chúng ta vi kim chúng ta cảm thấy có cái sự châm chích, đúng không cả nhà? Đúng không? Đúng rồi sếp. Thì tại sao nó lại châm chích? Bởi vì là những cái kim sinh học đó nó là ở cái dạng kim nó nén để nó đi vào trong da, và sau đó thì chúng ta sẽ thấy cái da của mình nó sẽ ửng hồng hơn. Ửng hồng hơn, nó sẽ có vẻ hơi nóng nóng, thì nó sẽ sản sinh ra những cái phản ứng kháng viêm ở bên trong. Kháng viêm ở bên trong ấy, tức là các cái hoạt chất này của chúng ta đi vào bên trong để nó đánh nhau với các cái vi khuẩn ở bên trong da của mình á. Các chị em hiểu không? Hiểu không nhỉ? Hiểu ạ. Nó đánh nhau với các cái vi khuẩn ở trong da nên nó khiến cho có cái phản ứng kháng viêm ở bên trong và chúng ta sẽ cảm thấy nó hơi hơi phừng phừng, đỏ đỏ, hồng hồng cái da lên là như vậy. Được chưa? Còn sau 24 giờ đến 48 giờ thì cái cảm giác đó nó sẽ giảm đi và thậm chí nó mất đi, bởi vì tất cả những cái kim nano đó nó đã tan ra rồi. Nó đã tan ra và nó đưa cái hoạt chất đấy để nó đi nuôi dưỡng cơ thể, nuôi dưỡng tế bào của mình rồi. Được chưa? Nên là nó sẽ không còn cảm giác châm chích nữa. Mà cái quá trình gây tổn thương trong vòng 24 đến 48 giờ ấy, nó càng dài như vậy thì đồng thời có nghĩa là não bộ của mình sẽ điều động rất là nhiều tế bào khỏe nó về cái khu vực da. Mà càng điều động nhiều tế bào khỏe càng về ở đây thì nó làm cho cái hoạt động kích thích các cái tế bào khỏe ấy, nó được sản sinh ra nhiều và nó làm cho các cái tế bào già nua nó được hoạt động khỏe mạnh trở lại, sôi nổi hơn. Đấy, nên nó đem lại cái khả năng trẻ hóa, hiệu quả điều trị nó lại càng cao. Được chưa? Đối với phương pháp này của chúng ta thì nó không có cái hiện tượng sờ vào châm chích, nhưng nó vẫn có hiện tượng đó xảy ra, tức là dinh dưỡng của mình, các cái hoạt chất của mình nó đang được đưa vào trực tiếp vào trong trong da của chúng ta luôn, và nó sẽ vừa đi nuôi dưỡng, vừa là đi đánh nhau với các cái gọi là các cái vi khuẩn có sẵn ở trong da, hoặc các cái hoạt chất bẩn ấy, hoạt chất không tốt mà da của mình vô hình dung trước đó đã đưa sẵn vào trong da rồi, thì nó sẽ loại bỏ những cái đấy ra dần bề mặt da. Được chưa? Nó sẽ có cái phản ứng đó âm thầm xảy ra trong da, mắt thường chúng ta không nhìn thấy nhưng nó vẫn xảy ra như vậy, là thế. Ok, tiếp tục này. Sau khoảng tầm 1 đến 2 ngày chúng ta sẽ đâu đó
cả hết cái hiện tượng châm chích, nhưng 2 đến 3 ngày trở ra chúng ta sẽ cảm thấy nó hơi căng hơn, nó hơi khô hơn, bởi vì nó sẽ dẫn ra cái quá trình làm cái quá trình đó là gì? Tế bào nó tăng sinh cái tế bào sừng, tức là nó làm cho cái tế bào sừng nó được tăng sinh lên nhiều, thì mình và collagen của mình, elastin của mình nó được tái cấu trúc, tức là nó siết chặt với nhau, nó tái tạo lại cái cấu trúc collagen, elastin, nên nó làm cho cái việc cơ mặt của chúng ta được nâng lên. Và khi cơ mặt của chúng ta nó được nâng lên, nó được tái cấu trúc lại, thì chúng ta cảm giác như là nó đang bị khô, nhưng thực ra không phải là khô. Cái sợi dây mà chúng ta để nó trùng ấy, thì chúng ta thấy là sờ vào di chuyển di động ấy, nó không có có cái gì gọi là khó khăn cả, nó không có cái gì độ căng cả. Nhưng khi mà chúng ta đã siết nó săn chắc lên ấy, thì chúng ta di chuyển chúng ta cảm giác như nó căng và chúng ta tưởng rằng đó là khô, nhưng không phải nha. Đấy là cái quá trình hình thành ra melanin ở bên trong, hình thành ra collagen, elastin ở bên trong, nó đang gì? Hình thành lên một cách rất là lớn, rất là nhiều, là tức là da nó đang trẻ hóa lên rất là nhiều và chúng ta cảm giác như là thế, được chưa? Rồi sau 4 đến 5 ngày thì cái tế bào chết sừng hóa đó nó bắt đầu tách dần ra khỏi cái da của mình, và chúng ta sẽ nhìn ở đâu đó sẽ thấy một loạt một cái hiện tượng, đó là tế bào chết nó bong ra như kiểu dạng bong tế bào chết ấy. Da của người nào có tế bào chết dày thì mới có hiện tượng này, hoặc là độc tố nhiều thì nó mới có cái hiện tượng bong da này. Đấy là da già nua đấy nhá, nó cần phải bong cái lớp đấy đi thì lúc đấy da của mình nó mới đẹp được, mới sáng được, mới tươi được, được chưa? Đúng rồi, 4 đến 5 ngày mình sẽ có cái hiện tượng da nó khỏe hơn, thì mình sẽ thấy là sau khoảng tầm 3 ngày đã có hiện tượng hơi bong nhẹ rồi. Bong này nó khác với cái bong bào mòn lột tẩy của những phương pháp trên thị trường nha. Bong này là mình đang loại bỏ những cái tế bào già nua, cũng như là những cái độc tố này, những cái bã nhờn, những cái cặn bã ở phía dưới da, ở dưới lỗ chân lông á, cuống nang lông á, nó đang đẩy ra bề mặt da và chúng ta gì đang loại bỏ nó đi ra khỏi cái biểu bì của mình, ra khỏi bề mặt da để nó trả lại cái làn da tươi sáng ở phía dưới, được chưa? Đó, làn da mới tươi sáng ấy. Bã nhờn, cặn bã nhờn, những cái chất bẩn hoặc chất bẩn ấy đấy, ở trong da đã được đẩy ra bề mặt da và nó loại bỏ đi, nó sẽ bong ra dưới dạng tế bào chết chứ không phải bong ra như kiểu các cái phương pháp lột da mà lột hết lớp này rồi mai lại thấy lớp khác nó lại lột lên, xong lại thấy lớp khác nó lột lên, nó rộp lên rồi nó cháy, kiểu cảm giác như bỏng da, nó rộp lên từng mảng, nó kinh khủng như vậy đâu nha, nó không phải như vậy. Ok chưa nào các chị em? Cái đó là cái axit nha, cái phương pháp đó là axit, nó làm cháy da, nó làm rộp da và bắt đầu nó bong ra hết lớp này, nó lại bong tiếp lớp khác. Ok, đấy là peel da hóa học nha. Rồi, được chưa? Vậy thì trong cái ngày thứ 5 với ngày thứ 6 này chúng ta đã có thể sử dụng tế bào chết rồi. À, tôi nói lại, sau 3 ngày thì chúng ta đã có thể sử dụng sữa rửa mặt rồi nha. Hết 2 ngày sang ngày thứ 3 chúng ta đã có thể sử dụng sữa rửa mặt rồi. Được chưa nào? Cho cả hai phương pháp luôn. Rồi. Đến ngày thứ 5 hoặc thứ 6 chúng ta đã có thể tẩy da chết rồi. Vậy thì da chết chúng ta sẽ tẩy ở đâu? Tẩy ở những cái vùng mà chúng ta thấy là da của mình nó đã bong ra rồi ạ, thì chúng ta tẩy da chết đó đi để mà chúng ta sẽ loại bỏ được cái lớp da sừng đó, cái lớp tế bào chết đó. Ok chưa? 5 đến 6 ngày trở ra chúng ta sẽ tẩy da chết nha. Và từ ngày thứ 6, thứ 7 chúng ta sẽ thấy da sẽ gần như trắng và rất là mướt, rất là mỡ màng là như thế. Ok, các bạn nắm được đoạn này chưa? Rồi, nắm được rồi. Được chưa, các chị em? Được rồi ạ. Rồi, một bạn nhắc lại kiến thức của tối ngày hôm nay để tôi biết rằng các bạn đang làm gì, đang học được những cái gì. Rồi, ai muốn chia sẻ lại nào? Một vài cái gạch đầu dòng. À, tôi sẽ hỏi từng đoạn để các bạn trả lời từng đoạn một cho một vài bạn thôi. Da để điều trị nám được cần phải làm gì? Và tại sao? Em. Ai nhỉ? Eo Linh. Mời em. Dạ.
Muốn điều trị nám được thì da cần phải khỏe và đầy đủ dưỡng chất. Ok, Giao Linh ơi, muốn mọi người nghe được thì được hay em có thể điều chỉnh cái mic của em đỡ rè hơn một tí không? Nó bị rè à? Nó bị rè. Ôi bị to ấy, cảm giác như năng lượng của em nó rất là lớn, mới muốn là đấy thì tôi đang muốn bung ra đây đấy, kiểu thế. Bây giờ đỡ hơn chưa? Thôi, đỡ hơn rồi. Chị biết rằng em đang rất là hạnh phúc trong buổi tối ngày hôm nay, nhưng chúng ta hãy... Ok, tuyệt vời. Mời em. Dạ, yeah, muốn điều trị nám được thì điều đầu tiên là da phải cần phải khỏe và đầy đủ dưỡng chất ạ. À, cụ thể là gì? À, cụ thể là cấu tạo của da của ta là gồm nước là 70%, protein là 20%, lipid là 2% và các dưỡng chất khác. Cho nên là cho nên là trong các cái thành phần sản phẩm của mình gồm có những cái 16 loại acid amin HA và các dưỡng chất giúp cho làm trắng, làm sáng. Trong đấy có các cái thành phần vàng như là chanoamide, niacinamide, glutathione. Chanoamide acid. Chanoamide acid. Dạ. Yeah. Khi sử dụng cái sản phẩm này, nó giúp cho cái quá trình thay da sinh học của mình nó được rút ngắn lại, và làn da sau 7 ngày nó đã được thay da mới, và làn da có cái tế bào non trẻ mọc lên nhiều thì da nó sẽ khỏe và dày lên rất nhanh. Khi dày lên rất nhanh như vậy thì nó có 3 bước. Thứ nhất đó là vi kim sinh học làm cho cái tế bào chết bay nhanh hơn và loại bỏ tế bào nám một cách nhanh hơn. Bước thứ hai là cung cấp dưỡng chất giúp cho các tế bào già nua sôi động trở lại và giúp tăng sinh tế bào gốc tự thân. Bước thứ ba đó là để hình thành nám quay trở lại, thì cái phản ứng đầu tiên để không hình thành nám quay trở lại thì cái phản ứng đầu tiên là bota cộng enzyme nó sẽ không gặp nhau được và không tạo ra cái phản ứng đầu tiên đấy, do được ngắt mạch thông tin khiến cho cái tế bào nám nó không hình thành. Và không có tế bào nám mới được sinh ra. Đúng rồi, ok, tế bào nám mới không được hình thành nhá. Dạ. Tuấn Anh chăm chỉ nhỉ, đáng yêu. Lát nữa chuẩn bị Tuấn Anh trả lời nhá. Vâng ạ. Yes. Được chưa Giang Linh ơi, còn điều gì nữa không? Dạ, còn nhiều lắm mà em để cho bạn khác chia sẻ. Ok, cảm ơn một cái tấm lòng rất là yêu thương của Giao Linh dành cho các bạn khác nào. Cảm ơn em. Ok, nhà mình dành cho Giao Linh một tràng vỗ tay nhá. Giao Linh đã giúp cho mình vừa ôn lại bài nhá. Ok. Dạ vâng, em chào sếp ạ. Vâng. Thì vẫn câu hỏi đấy à sếp, hay là sếp đặt lại câu hỏi đi để em trả lời ạ. Ok. Tại sao sản phẩm của chúng ta lại có tác dụng điều trị được nám cho khách hàng? Dạ vâng, thì trước khi nói đến cái sản phẩm của chúng ta thì chúng ta cũng nói qua về cái kiến thức về da trước. Thì về kiến thức về da thì chúng ta sẽ trả lời được cái câu hỏi của sếp ạ.
thì da thì có là 75% là nước, 25% là protein, 2% là lipid và 3% là các tạp chất khác. 70% thì... là nước, 70 không phải 75 nha, 70% là nước. 70 ạ, dạ vâng. Thì để cho được một cái làn da mà nó hết nám thì chúng ta sẽ phải điều trị để cho da nó khỏe từ bên trong và nó sẽ phải bổ sung các cái dưỡng chất từ cái sản phẩm của chúng ta. Thì cái dưỡng chất ở đây thì nó có ngoài nước ngoài nước và các cái protein. Thì sản phẩm của chúng ta thì nó có 16 các cái loại axit amin và 7 loại vitamin thiết yếu và nó là dược mỹ phẩm. Thì và có các cái tinh chất làm trắng nữa, nên là đấy là cái về cái các cái thành phần của cái tế bào gốc tan nám của chúng ta. Thì nói qua về cái nguyên nhân để tạo ra nám. Thì một chút nha, đợi một chút chị chỉnh lại câu vừa rồi này, thì câu vừa rồi rất quan trọng này. Dạ. Sản phẩm tế bào gốc phá nám của cục Vuderma nó là công thức hoàn hảo kết hợp linh hoạt ấy, giữa 16 loại axit amin với 7 vitamin thiết yếu, 16 hoạt chất, 16 axit amin thiết yếu cộng với 7 vitamin quan trọng cần thiết cho da và cùng với rất nhiều các hoạt chất làm có khả năng làm trắng và cao cấp quý hiếm trong ngành dược mỹ phẩm, được chưa? Nó là phải em mọi người phải nói được, đó là đây là một cái công thức hoàn chỉnh nhất, một cái công thức tuyệt vời nhất, linh hoạt nhất để mà gì? Mix giữa 16 cái axit amin thiết yếu của da, của cơ thể với 7 loại vitamin cần thiết quan trọng và với rất nhiều cái hoạt chất vàng cao cấp có khả năng trắng sáng trong ngành dược mỹ phẩm, được chưa? Tức là tại sao lại dược mỹ phẩm là những cái thành phần ăn được, uống được và an toàn cho cơ thể, chứ không phải là thành phần không được an toàn cho cơ thể. Okay. Rồi, nhớ là cái câu nói của chúng ta là rất quan trọng nhá. Đây tức là cái sản phẩm cái tế bào gốc tan nám của Vuderma đó là một cái công thức thông minh, một cái công thức linh hoạt ấy, hoàn chỉnh nhất, hoàn hảo nhất giữa 16 hoạt chất của axit amin với 7 vitamin quan trọng của cơ thể mình, của làn da cần thiết và với rất nhiều các cái hoạt chất quan trọng cao cấp làm trắng sáng có khả năng điều trị nám trong ngành dược mỹ phẩm, được chưa? Ok, câu đấy thì ăn điểm nha, bởi vì mình chỉ nói cái câu đấy thôi, nó đã thu hút được cái sự chú ý của chủ sở bao hoặc là của khách hàng rồi, được không? Dạ. Ok, và ở đây này chia sẻ một chút luôn với mọi người sau cái phần chia sẻ của Tuấn Anh, đó là vị axit amin thiết yếu khác nhau như thế nào với axit amin thiết yếu có điều kiện. Tức là trong cơ thể của chúng ta nó sẽ có hai loại axit amin, một là axit amin hai nhóm axit amin. Đó, và các cái nhóm này thì nó sẽ có rất nhiều số lượng khác nhau. Và về axit amin thiết yếu thì nó sẽ có khoảng tầm 20 loại thôi. 20 loại axit amin thiết yếu, nhưng trong đó cơ thể của chúng ta tự tổng hợp được 11 loại, còn 9 loại nữa là phải đưa từ ngoài vào. Được chưa? Cái này là kiến thức mở rộng này, kiến thức rất quan trọng mở rộng. Mà trong này có những cái loại axit amin mà cơ thể của chúng ta không tự tổng hợp được mà nó cần phải đưa ở ngoài vào đó. Được không? Còn axit như thế nào gọi là axit amin thiết yếu, đó là những axit amin không thể thiếu được hàng ngày của cơ thể để tạo ra một cái cơ thể khỏe mạnh, để tạo ra các bộ phận khỏe mạnh, để tạo ra được cái làn da khỏe mạnh, được chưa? Mà nó không gây bệnh thì đấy gọi là axit amin thiết yếu. Và tức là nó phải cần thiết phải có ở trong cơ thể của mình. Còn axit amin thiết yếu có điều kiện đó là gì? Là những cái axit amin nó cần phải có khi mà cơ thể của mình đã bị bệnh gì đó, thì nó cần phải có cái axit amin đó để giúp cho thuốc, cái loại thuốc đó nó được
tăng cái khả năng tác dụng nó đi lên để mà nó điều trị được cái bệnh đó, hiểu không? Còn cơ thể mà không có bệnh thì kể cả cái acid amin đấy không có trong cơ thể, nó hết trong cơ thể rồi không cần có cũng được. Nhưng mà có những cái loại acid amin phải có để mà duy trì được các cái hoạt động hàng ngày của cơ thể ấy, thì nó gọi là acid amin thiết yếu, tức là cần thiết phải có. Còn acid amin thiết yếu có điều kiện, tức là phải có bệnh lý gì đó thì mới cần thiết bổ sung cái acid amin đấy thôi. Còn nếu không có bệnh lý gì đó thì acid amin đấy có cũng được, không có cũng được. Mọi người có hiểu không nhỉ? Yes. Yes. Thì ở đây với làn da chúng ta có đến tận gì ạ? 9 trên 16 loại acid amin bắt buộc phải có ở trong da thì làn da mới đẹp. Thì chúng ta đã có ở trong này cả 9 cái thành phần đấy rồi, trong tổng 16 thành phần của chúng ta rồi. Ok chưa? Yes. Ok. Rồi, mà acid amin là gì? Là thành phần, là acid amin, nhớ lại này, cái phần này quan trọng này. Acid amin này đấy chính là những cái thành phần quyết định để mà sản sinh ra protein, tức là ba cái loại sợi á, cái phần mà chiếm 25% ở trong làn da ấy. Được chưa? Nó chính là thành phần để mà tổng hợp nên protein, tức là ba loại sợi: collagen, elastin, keratin. Mọi người đã bắt đầu nhìn thấy cái bức tranh nó liên kết với nhau chưa? Khi hỏi lại như thế này chưa? Dạ vâng ạ. Ok. Thiếu những cái hoạt chất này thì cái việc mà hình thành ra collagen cũng hạn chế. Nói chưa, nó không quá đột phá, nó không quá cao. Hình thành ra collagen, elastin nó cũng hạn chế, hình thành ra keratin nó cũng hạn chế. Ok. Mà keratin, collagen, elastin tạo ra được nhiều khi nào, hình thành ra được nhiều khi nào? Khi mà tế bào mới của chúng ta nó được sản sinh ra nhiều và tế bào già nua nó được kích hoạt khỏe lên nhiều, trở thành tế bào trẻ hóa lên nhiều, thì đồng nghĩa với cái việc ba loại sợi này nó được hình thành lên nhiều, được không? Mà để tế bào của chúng ta được hình thành lên nhiều, tế bào mới ấy, và tế bào khỏe mạnh nó được gì, kích hoạt lên nhiều, thì đồng nghĩa với cái việc là phải có nhiều dinh dưỡng quan trọng như là HA, như là glutathione, như là các acid amin này, như là các cái thành phần, như là tế bào gốc tự thân nó phải được sản sinh ra nhiều. Được chưa? Các chị em hiểu không? Nhìn thấy nó quan trọng chưa? Nó liên quan với nhau chưa? Liên quan đến với nhau chưa? Lúc nãy là chúng ta đang đi theo từng cái định nghĩa rời rạc, nhưng bây giờ chúng ta nhìn thấy cái này nó liên quan đến cái này nó liên quan đến cái này, thiếu cái này thì cái việc sản sinh ra cái này nó không cao. Vì vậy mà nó dẫn đến cái việc là collagen không sản sinh ra được nhiều, elastin, cấu trúc collagen, elastin nó không tái cấu trúc lại được nhiều. Rồi là cái lớp keratin ở cái lớp sừng không được tạo ra nhiều, thì đồng nghĩa với cái lớp biểu bì của chúng ta không dày lên được nhiều. Ok chưa nào? Nó không tự bảo vệ được cho các cái tế bào bên trong nó được khỏe mạnh, mà nó lại bị phụ thuộc vào melanin phải tăng sinh lên. Ok chưa? Cái lớp keratin, tức là cái lớp sừng ấy, cái lớp áo ở bên ngoài của làn da này này, nó bị bào mòn đi một cách quá đáng, một cách mỏng quá, thì cái việc mà nó sẽ không tự bảo vệ được cho ba tầng da non yếu ở bên trong. Ok, các bạn hiểu chưa? Vậy thì bắt buộc cái lớp keratin này nó phải được dày lên. Mà dày lên được thì nó sẽ cần phải có sự đầy đủ góp mặt của rất là nhiều thành phần acid amin quan trọng ở trong đó. Ok. Và đồng thời ngoài acid amin ra thì nó cần phải có cả glutathione, nó cần có cả HA, nó cần có cả gì? Rất nhiều thành phần khác làm trắng sáng nữa. Đó. Ok chưa nào? Ok, yes. Dễ hiểu hơn rồi đúng không? Dễ hiểu hơn rồi đúng không? Lúc nãy tôi biết rằng ở đây nhiều bạn nếu như mới học lần 1 hoặc lần 2, các bạn vẫn sẽ mông lung với một lượng kiến thức tối ngày hôm nay rất là nhiều. Kiến thức không phải kiến thức bình thường nữa mà kiến thức chuyên sâu luôn á. Đúng không? Nên khi học đến đoạn này chúng ta chỉ cần cuốn chiếu như thế này cho tôi. Điều trị nám, nói với khách hàng hoặc là đối với các chị em chủ spa cũng vậy.
công thức điều trị nám của tụi em nó khác biệt so với trên thị trường, tức là của Puderma ấy, nó khác biệt trên thị trường. Đó là nó vừa giúp các cái tế bào melanin, tức là tế bào nám hình thành sẵn có rồi, nó bị phá vỡ và nó bị đẩy ra bề mặt da, rồi nó sẽ bay dần đi theo cái tế bào chết của mình. Và cứ như vậy nó sẽ trả lại cái làn da gì? Không có melanin nữa, tức là nó sẽ mờ nám dần, bởi vì nó loại bỏ đi dần mà. Còn cái thứ hai mà sản phẩm nhà em có thể làm lại được đó là gì? Nó sẽ giúp cho cái lớp sừng, tức là cái lớp biểu bì, cái lớp vỏ áo ở bên ngoài ấy của làn da ấy, nó sẽ được tái cấu trúc trở lại. Nó trả lại cái lớp biểu bì dày, khỏe, để nó tự bảo vệ được cái làn, các cái tế bào non yếu ở bên trong. Nó khiến cho cái việc là không cần, não bộ không cần phải lôi cái melanin, tức là lôi các cái thành phần nám lên bề mặt da để bảo vệ thay cho chức năng của biểu bì nữa. Được chưa? Thì có nghĩa là nám nó không quay trở lại. Ok. Mà để cho cái lớp keratin, tức là lớp sừng nó dày lên được, cái lớp áo đó nó được dày lên được, thì nó phải nhờ vào cái cơ chế trẻ hóa da một cách đột phá, tăng sinh tế bào mới một cách đột phá, nó trừ đi cái lượng tế bào hàng ngày chết đi, nó phải dương. Được chưa? Tức là cái lượng tế bào mới hàng ngày, cái tế bào khỏe mạnh nó phải được sản sinh ra nhiều. Nó trừ đi cái lượng tế bào chết hàng ngày chết đi rồi, nó vẫn còn dư thừa, thì có nghĩa là cái lớp sừng này nó mới được dày lên dần. Ok chưa nào? Anh chị em hiểu đoạn này chưa? Ba cơ chế này nó phải tồn tại và tạo ra được cả ba, thì đồng nghĩa với cái việc điều trị được nám cũ này, mặt thứ hai đó là nám mới không hình thành trở lại. Và nám mới không hình thành trở lại thì đó là nhờ cái lớp sừng này nó tự nó dày lên, nó khỏe lên rồi, hệ miễn dịch da nó tự nó khỏe lên rồi, nó tự bảo vệ được các tế bào non yếu bên trong rồi, nó đâu cần melanin phải tăng sinh lên để bảo vệ thay cho nó đâu. Mọi người hiểu không? Đã hiểu chưa? Và một câu này nữa, để mà các chị em lấy được điểm trong mắt khách hàng rất là lớn, trong mắt chủ spa rất là lớn, đó là chị có công nhận với em cái melanin, hay còn gọi là các tế bào nám của mình ấy, nếu như xét theo đúng nghĩa về mặt y khoa, nó được xem là anh hùng của làn da. Được chưa? Nó được xem là anh hùng của làn da, bởi vì nó thay thế cái lớp biểu bì này này, thay thế cái lớp sừng này này, nó làm cái nhiệm vụ bảo vệ cho các cái tế bào non ở bên trong, tức là cho các cái tầng da ở bên trong, nó không bị tác hại xâm lấn của UV cực tím, của các cái tác nhân gây hại từ môi trường, nên nó làm cho các cái tế bào non yếu ở bên trong nó không bị nhiễm bệnh, nó không bị chết đi. Ok chưa nào? Mọi người hiểu không? Nên nó không sinh ra bệnh lý cho da, mà nó chỉ bị nám thôi, chứ nó không sinh ra các cái bệnh lý khác cho da. Ví dụ ung thư da là không có. Vi khuẩn mà đi vào trong da như kiểu nhà không có chủ á, thì có phải là bệnh gì nó cũng sẽ sinh ra được không? Đúng không các chị em? Anh em? Đó. Có vi khuẩn gì ở ngoài này là nó dính như kiểu hệ miễn dịch nó kém mà, lớp biểu bì nó không còn nữa rồi, hệ miễn dịch nó kém thì vi khuẩn gì cũng đi vào được hết. Như vậy tế bào nhiễm bệnh hết, nhiễm bệnh thì nó sẽ gây ung thư da. Đó là lý do mà tại sao melanin, tức là tế bào nám, nó được mệnh danh là anh hùng của làn da là như vậy. Nhưng nếu như chúng ta xét về độ thẩm mỹ, chúng ta xét về cái tuổi thanh xuân của con người, thì melanin nó là kẻ thù của tuổi thanh xuân. Ok. Nên đó là lý do mà tại sao chị em, anh em cứ tìm cách loại bỏ nó, đi làm trị nám. Ok. Hiểu chưa? Mọi người hiểu chưa? Hiểu rồi. Yes. Ok. Vậy thì để điều trị được nó, loại bỏ được nó, thì chúng ta phải làm cho biểu bì nó dày lên, khỏe lên, nó thay, nó tự nó bảo vệ được. Ok, hiểu không nào? Rồi, biết vì sao sản phẩm này của chúng ta nó lại là sản phẩm tuyệt vời như vậy chưa? Rồi, xin mời Tuấn Anh đang học có vẻ rất hiểu về bản chất, chỉ là ngôn từ mình chưa chuyên môn lắm thôi. Ok.
điều đấy không có gì lạ cả, đấy là điều hiển nhiên, bởi vì chúng ta mới tiếp xúc với ngôn từ chuyên môn mà mình hiểu được bản chất như vậy đã là tốt lắm rồi. Tôi cũng không có cái gì phải gọi là đặt một cái gì đấy cao xa quá đâu. Đầu tiên hiểu bản chất đã, hiểu bản chất xong rồi thì sau này lắp dần ngôn từ chuyên môn vào để mà khi mình ngồi tư vấn nó chuyên nghiệp hơn, nó tạo ra niềm tin cho khách hàng hơn, cho đối tác hơn và tỷ lệ chốt sale nó cao hơn. Ok, giúp khách hàng đón nhận được cái phương pháp này nó lớn hơn. Rồi. Đến cái phần này bắt đầu hiểu rõ hơn chưa các chị em, hỏi thật này, hiểu rõ hơn chưa? Hiểu sếp ạ. Rõ hơn là xem. Rồi. Vậy thì bây giờ chúng ta nghe Tuấn Anh chia sẻ tiếp nha. Các chị em nhớ nha, nghỉ ở đây là ngày mai quên luôn bản chất đấy, nên ngồi nghe đi, học đến đây rồi hay đi đến cuối con đường đi, đừng có đun nước 90 độ xong tắt bếp thì ngày mai nước vẫn là 28 độ thôi, đúng không? Ok. 98 độ rồi, còn 2 độ nữa đun nốt cho nó thành 100 độ. Mời Tuấn Anh. À, vẫn là tổng hợp lại cái buổi học ngày hôm nay phải không sếp ạ? Nói tiếp đi em. Em bây giờ em hình dung ra được cái gì, em thấm được cái gì thì nói tiếp. À, dạ vâng ạ. Thì em xin phép được nói tiếp ạ. Thì ở ngoài thị trường thì cũng có đa số là chỉ có ba cái concept là cái thể loại của sản phẩm chính. Một đó là cái sản phẩm của cung cấp chuyên về dinh dưỡng và khỏe mạnh và độ ẩm cho da, đó là thường những cái làn da của thường những cái sản phẩm này là sẽ là nằm ở những nước là Hàn Quốc và Mỹ. Đấy, và hai nội địa của Hàn Quốc, của Nhật Bản, của châu Âu. Sản phẩm nội địa của Hàn Quốc và Mỹ thì những cái sản phẩm này nó chỉ cung cấp được cho da của mình có được cái dinh dưỡng. Hàn Quốc và Mỹ, không phải chỉ có mỗi Hàn Quốc và Mỹ đâu nha, mình trả lời như vậy là khách hàng bắt bẻ mình ấy. Đa số nằm ở Hàn Quốc và Mỹ. Đấy, những cái sản phẩm ví dụ như Hàn Quốc này, rồi sản phẩm của Nhật Bản này, sản phẩm của châu Âu này, đó, nên là sản phẩm đấy vô tội, vô thưởng vô phạt. Tức là nó làm cho làn da của mình nó đủ dinh dưỡng để hàng ngày nó duy trì, nó không bị lão hóa đi. Được không? Nó duy trì tuổi thanh xuân của mình như vậy nó không bị lão hóa đi. Nhưng mà khổ nỗi trên thị trường của Việt Nam mình, làn da của chị em không trẻ lên. Đúng rồi, toàn là những làn da bệnh lý thôi, đúng không? Toàn là phải đi điều trị thôi, chứ còn không phải là cái làn da mà chỉ hàng ngày chỉ cho ăn để mà duy trì cái độ đẹp bình thường như thế, vì nó đâu có đẹp lắm đâu. Làn da đẹp của người Việt Nam mình tỷ lệ rất là thấp, đúng không? Đúng ạ. Ok. Dạ. Thì những cái sản phẩm như thế nó chỉ giải quyết được một vấn đề thôi, và nó cũng không thể giải quyết được vấn đề da của người Việt Nam. Và cái sản phẩm thứ hai nó sẽ có mặt ở trên thị trường, đó là cái sản phẩm chuyên về làm trắng. Thì có những cái thành phần về làm trắng như HA, glutamine, thì cái sản phẩm này nó sẽ là làm trắng, sẽ có những sản phẩm nó làm trắng nhanh. Đấy, tại vì làn da của người Việt Nam thì nó sẽ hay bị chịu các cái yếu tố tác động của môi trường nhiệt tới như nước ta, thì những cái sản phẩm làm trắng nhanh ấy thì nó sẽ là bào mòn da rất là nhanh. Đấy, và nó sẽ cũng không có những cái dinh dưỡng và để cung cấp cái nghĩa là nó chỉ ở một phần thôi. Đấy, và sản phẩm thứ ba nó là tổng hợp của hai loại trên, thì nó là sản phẩm của chúng ta. Thì để mà tuyệt vời, chính xác. Và có một đoạn này nó bị em lấy cho em tổng hợp lại thứ hai cho bạn lấy tổng hợp, nó hơi thiếu. Ok. Sản phẩm thứ hai là thiên về làm trắng nhanh, nó không giúp kích thích sản sinh ra các tế bào tự thân làm khỏe từ bên trong, nên da chỉ trắng một thời gian. Khi làm trắng nhanh nên là các tế bào bên trong bị yếu dần, sau đó một thời gian nó quay trở lại. Đấy. Có nghĩa là những sản phẩm đó nó là có khả năng là gì, bào mòn da rất là mạnh, hiểu không? Nó bào mòn mạnh nên là nó để lộ cái da non ở bên trong ra là chính, nên mình tưởng rằng nó trắng, vì da non thường là nó mỡ màng, nó trắng mà. Các chị anh em nhìn thấy là mông em bé đẹp không, trắng không, đúng không?
Đấy, thì da non của chúng ta nó là một cái lớp da mà gì? Có màu sắc trắng sáng, mỡ màng, nhưng nó là chỉ là da non thôi và nó không có khả năng tự bảo vệ nó trước điều kiện ngoại cảnh của môi trường nên nó dễ bị gì? Sinh ra nám. Là như vậy á. Anh nghe chưa? Rất cảm ơn Toàn. Chính xác là như vậy. Chính xác là như vậy, tức là nó không có khả năng đi vào để nuôi dưỡng trẻ hóa sâu từ bên trong như là những cái sản phẩm của chúng ta. Ok? Ừ. Đấy, và những cái thành phần đó không phải là HA, không phải là glutathione đâu Tuấn Anh nhá. Những thành phần đấy là những cái thành phần có tác dụng làm trắng nhưng gây hại cho da như là acid hydroquinone, corticoid. Corticoid, hydroquinone. Đúng rồi. Retinol cũng rất là mạnh, làm trắng nhanh nhưng mà nó cũng gây hại bào mòn rất là nhanh. Hydroquinone rồi corticoid vân vân, nó có đến tận là gì ạ? Thực ra là nó có đến 20 thành phần không nên sử dụng cho da cơ. Sau này các bạn sẽ được học cái đó. Được chưa? Không học cùng một lúc vì nó sẽ bị loạn. Rồi. Tuấn Anh tuyệt vời. Nói tóm lại là hiểu về bản chất đến đó là rất tuyệt rồi đấy. Đúng không? Bao nhiêu trong số các chị em ở đây thấy các anh em đang tập trung và học rất là chăm chỉ. Hãy bật mic lên và bảo rằng bạn thật tuyệt vời nào. Bạn thật tuyệt vời. Bạn thật tuyệt vời. Bạn thật tuyệt vời. Bạn thật tuyệt vời. Thật tuyệt vời. Hai nam thần rất tuyệt vời. Chính xác. Chính xác. Yes, các nam thần rất tuyệt vời. Ok. Các nữ thần cũng rất tuyệt vời. Ok. Xin mời Tuấn Anh. Dạ vâng ạ, em xin trao đổi tiếp. Thì từ những cái thành phẩm, từ những cái công thức hoàn hảo nhất và đã được kết hợp của những cái acid amin và cái vitamin như thế thì để mà trị được hết những cái nguyên nhân, trị được hết cái bệnh lý nám thì chúng ta phải điều trị từ bên trong và tăng cái lớp sừng trả lại cho da khỏe mạnh. Thì cái sản phẩm của chúng ta sẽ là cho collagen, các cái sợi collagen nó liên kết với nhau, nó sản sinh ra và nó liên kết với nhau thì nó sẽ nâng cơ trẻ hóa hơn. Sẽ cái sản phẩm của chúng ta nó cũng sẽ có một cái nữa, đó là ngắt quãng cái bước đầu tiên để tạo sản sinh lại da nám và tạo ra cái tế bào nám nữa. Tuyệt vời. Vời chuẩn đấy, đây em tự tin lên, em đang nói rất là chuẩn, đúng chuyên môn. Đấy là cái sản phẩm của chúng ta thì đấy em tạm thời làm trao đổi nó năng lượng tạm thời đấy đã. Ok, tuyệt vời rồi. Ok, cảm ơn em, cả nhà mình dành cho Tuấn Anh một tràng pháo tay rất là lớn nào với cái sự chăm chỉ cố gắng buổi tối ngày hôm nay nào. Ok. Có một cái phần ở đây này, thông qua cái phần chia sẻ của Tuấn Anh thì tôi nhắc lại để các chị em hình dung ra cái cơ chế thứ ba, đó là cơ chế trẻ hóa sâu ở bên trong ấy. Tại sao lại nói là cơ chế trẻ hóa sâu bên trong? Có trẻ hóa là gì? Trẻ hóa là chúng ta phải làm được một cái nhiệm vụ, đó là giúp tái tạo lại thật là nhiều cái tế bào khỏe mạnh, được chưa? Tức là tăng sinh, tái tạo lại thật là nhiều cái tế bào khỏe mạnh. Và nó sẽ bù trừ được cái lượng tế bào chết hàng ngày đi, nhưng mà nó vẫn dương ra những cái lượng tế bào khỏe mạnh thật là nhiều. Thì lúc đấy mình gọi là trẻ hóa. Vậy thì tế bào khỏe mạnh nó được trả lại lớn, nó được sản sinh lớn khi nào? Khi mà da của chúng ta, dinh dưỡng nó đi sâu được vào bên trong da, nó khiến cho các cái tế bào khỏe mạnh nó có thật nhiều dinh dưỡng, có thật nhiều thức ăn. Nó được nuôi dưỡng trong một cái môi trường đầy đủ dưỡng chất, giàu có về thức ăn, thì nó khiến cho các cái tế bào đó nó có nhiều dinh dưỡng, nó ăn được nhiều thức ăn, nó sẽ không còn gì yếu ớt nữa, nó sẽ hoạt động một cách cực kỳ là gì, linh hoạt, cực kỳ mạnh mẽ.
Vậy thì cái thức ăn đấy nó tế bào nó hấp thụ được khi nào? Khi mà cái quá trình trao đổi khí, trao đổi chất ở trong cơ thể của chúng ta nó được diễn ra một cách rất là liên tục và linh hoạt. Hiểu không? Tức là nó lại liên quan đến một cái điều này. Dinh dưỡng đưa vào, nhưng nếu trong da không có độ ẩm thì sao? Khi chúng ta cấy tế bào gốc vào rồi, dinh có nghĩa là dinh dưỡng đưa vào rồi, hoặc là chúng ta bôi sản phẩm thôi, dinh dưỡng được đưa vào rồi mà bên trong này không đủ độ ẩm và nó không có cái môi trường thuận lợi thì những cái dinh dưỡng này nó sẽ không thể nào len lỏi đi khắp ngõ ngách tế bào để nó đi nó nuôi dưỡng, nó cung cấp này. Bạn ơi, tế bào ơi, tôi cho bạn một ít thức ăn này. Ô tế bào ơi, tôi cho bạn một ít thức ăn này. Tế bào ơi, tôi cho bạn ít thức ăn này. Nó sẽ không thể nào len lỏi để mà nó đi nuôi dưỡng các cái tế bào được. Được chưa? Thì các tế bào sẽ không có nhiều thức ăn và nó không có nhiều cái phản ứng gọi là trao cái khả năng trao đổi khí chất ở bên trong cơ thể của mình, nó không diễn ra được một cách đều đặn sôi nổi thì nó khiến cho tế bào mới, tức là tế bào khỏe mạnh, nó không được gì kích hoạt để quay trở lại hoạt động một cách mạnh mẽ. Hoạt động mạnh mẽ là gì? Là những tế bào ví dụ già nua thì nó sẽ kích thích, nó sẽ kêu gọi những cái tế bào này, nó thức dậy, nó đánh thức dậy để mà gì? Đưa ra những cái hành động, tức là như kiểu tập thể dục ấy, và nó có cái khả năng hấp thụ sản phẩm, ăn sản phẩm, trao đổi khí, trao đổi chất. Bạn hình dung nha, khi mà cái chúng ta như cơ thể của chúng ta đi ăn vào và chúng ta có gì tiêu hóa đúng không? Khi chúng ta đưa thức ăn vào miệng chúng ta phải tiêu hóa thì đó là cơ thể sống chúng ta đang hoạt động. Còn nếu như một cơ thể mà nó cơ thể thực vật, con người mà khi mà ở trong trạng thái thực vật ấy họ vẫn sống, nhưng khi đưa thức ăn vào trong cơ thể trong miệng thì người ta có thể nhai được không? Không đúng không các bạn? Nó sẽ không hoạt động, mọi thứ nó không hoạt động. Đó, thì cái quá trình trao đổi khí chất ở trong bên trong của mình nó không được diễn ra nhiều và nó khiến cho tế bào nó không có hoạt động, có nghĩa là không tăng ra năng lượng. Mọi người hiểu không? Nó không sản sinh ra năng lượng, mà tế bào nó không sản sinh ra năng lượng có nghĩa là tế bào già nua. Anh chị em hiểu không? Nó có thức ăn này, nó được ăn ăn thức ăn này, nó lại diễn ra cái quá trình hấp thụ và trao đổi khí, trao đổi chất này thì nó mới sản sinh ra năng lượng, mà sản sinh năng lượng thì có nghĩa là cái tế bào đấy nó càng ngày nó càng khỏe, nó lại càng gì được kích hoạt và cơ thể của chúng ta mọi thứ ở bên trong này nó bắt đầu dần dần nó mới hoạt động và sôi động trở lại, nó tăng năng lượng có nghĩa là cơ thể được trẻ hóa. Được chưa? Các chị em, tế bào mới được trẻ hóa, còn nếu không các ông các cụ các bạn các bà lớn tuổi, các chị em anh em nhìn mà xem, các cụ đâu muốn hoạt động nhiều đâu, bởi vì năng lượng đâu có nhiều đâu mà hoạt động nhiều. Hoạt động một lát lát nó thở không ra hơi, thậm chí là cái gì? Đột quỵ luôn ấy chứ, đúng không các bạn? Đúng không? Đấy thì tế bào của chúng ta cũng vậy, nó phải có dinh dưỡng, nó phải có năng lượng thì nó mới hoạt động được mạnh mẽ, mà hoạt động được mạnh mẽ thì quá trình trao đổi khí, trao đổi chất nó lại càng diễn ra nhiều. Trao đổi khí, trao đổi chất diễn ra nhiều thì các cái thành phần như là tế bào gốc tự thân hay là HA hay là peptide nó mới được sản sinh ra nhiều. Được chưa? Mọi người hiểu không? Rồi là những cái thành phần đấy nó được sản sinh ra nhiều, nó lại cung cấp ngược trở lại cho tế bào, nó lại khiến cho tế bào càng giàu dinh dưỡng nữa thì nó lại tiếp tục hoạt động càng mạnh hơn nữa, nó lại khiến cho tế bào mới lại sản sinh ra nhiều nữa, rồi nó lại sinh ra được nhiều về peptide, lại nhiều HA, lại nhiều glutathione, lại nhiều các cái dưỡng chất cần thiết được sản sinh ra tự thân nữa. Được chưa? Thì nó lại khiến cho tế bào lại càng giàu dinh dưỡng nữa. Nó lại cứ như vậy, nó tạo ra một cái vòng tuần hoàn và nó khiến cho cái cơ thể của mình, cái làn da của mình nó càng ngày nó càng trẻ là như vậy á. Nó tăng sinh nhiều tế bào khỏe mạnh và nó khiến cho sẹo lõm hay là lỗ chân lông to cái gì nó cũng đều được giải quyết hết là đến từ đó. Mọi người hiểu không? Cờ rồi là cái lớp sừng của mình nó cũng dày lên là nhờ từ đó. Ok không các chị em? Hiểu không? Ok, Mọi hiểu người ạ. chắc đã hiểu rồi đúng không? Đến bây giờ đã hiểu rồi. Dạ hiểu rồi. Nó là một vòng tuần hoàn thúc đẩy, tức là có cái này nó lại có cái này, có cái này nó lại thúc đẩy cho ngược trở lại có cái kia tiếp, xong rồi có cái kia tiếp nhiều nó lại giúp thúc đẩy có thêm cái này nhiều và cứ như vậy làn da và cơ thể của chúng ta nó khỏe mạnh lên là thế. Ok. Các chị em. Ok, rồi. Rồi, mọi người hiểu không?
Bây giờ thì hiểu rồi đúng không? Và nhớ là khi chúng ta cấy vào trong da của mình, nó thấm vào luôn trong tĩnh mạch nha. Tức là những cái dinh dưỡng này nó hấp thụ được vào tĩnh mạch, nó đưa vào trong máu của mình và nó đi nuôi dưỡng khắp cơ thể, chứ nó không phải chỉ bổ cho mỗi làn da thôi đâu nha. Nó tốt cho gan, cho thận, cho rất rất là nhiều các cái cơ quan nội tạng ở bên trong chúng ta cũng cần đến những cái dinh dưỡng như vậy. Collagen thì ở đâu cũng có, chứ không phải chỉ có mỗi da mới có, đúng chưa? Đấy, collagen ở trong khớp có không các anh chị? Có. Ở trong màng mắt của chúng ta có không? Ở trong da của chúng ta có không? Đấy, nên là chúng ta đưa vào trong da không có nghĩa là chúng ta chỉ nuôi dưỡng da đẹp thôi nhá, mà chúng ta đang cho khách hàng, trả lại cho khách hàng một cơ thể khỏe mạnh, một cơ thể rất là trẻ khỏe. Rồi, được chưa nào các chị em? Tuyệt vời chưa? Hiểu chưa? Tuyệt vời quá sếp ơi. Ok, ok. Và hãy nhớ rằng chúng ta có giải pháp cả bên trong lẫn bên ngoài. Nào là bên trong thì chúng ta còn có cả không những cấy trực tiếp mà chúng ta còn có cả collagen uống nữa, được chưa? Và cái công thức mà lúc nãy tôi nói với các bạn về cái công thức hình thành glutathione ấy, cái đấy cực kỳ quan trọng nha. Glutathione nó đến từ 80% là được tổng hợp tự thân. Còn 20% là đưa từ ngoài vào thôi. 80% từ gan. Ừ. Không phải 20% từ gan nha, được tình yêu nha. 80% từ gan. 80% từ gã được gan. Rồi. Ra và 20% là đưa từ bên ngoài. Đúng rồi, yes. Nên tại làm sao mà gà, cái sản phẩm này nó còn giúp gan tốt lên, tự tổng hợp ra 80%. Vâng. À, glutathione là vậy á. Mà glutathione do cơ thể của mình tự tổng hợp thì phân tử của nó siêu nhỏ, tức là kích thước của nó siêu nhỏ, nó lại thấm ngược trở lại để nó nuôi dưỡng tế bào, nó lại càng gì? Càng dễ, được chưa? Vâng. Còn glutathione đưa từ ngoài vào nó là cái kích thước lớn nên nó hấp thụ nó sẽ không cao đâu. Ok. Và được tổng hợp được liên kết từ ba chất như glycine với lại citinin à, với lại glutamin thì tạo thành cái glutathione, tổng hợp nó được tối đa hơn. Rồi, yes. Và đó không phải là ai cũng hiểu được cái điều này, ai cũng có sản phẩm nào cũng có được điều này, ok? Yes. Nên tại sao tôi lại nói rằng đây là một công thức rất là thông minh, rất là hoàn hảo là như vậy, để mà đạt được cái khả năng làm trắng sáng gần như cao nhất rồi. Cao nhất rồi, không có cái nào nó vượt qua được cái công thức này nữa rồi. Bởi vì nó là công thức hoàn chỉnh nhất rồi. Ok chưa các trẻ em? Hiểu không? Nên chúng ta đang sở hữu sản phẩm đầu bảng trên thế giới, chứ không phải là tại thị trường Việt Nam thôi nữa. Ok chưa các trẻ em, hiểu không? Sản phẩm siêu sản phẩm đầu bảng của thế giới luôn nha, chứ không phải là của mỗi Hàn Quốc hay là của mỗi Việt Nam thôi đâu.